Chào anh. Cảm ơn anh. Đám cưới nhân viên đắc lực của Hà Giang với con gái của Nam Thiên, làm sao mà tôi không tới được chứ. Ủa, bà Thu Cúc đây sao? Lâu rồi không gặp, bà vẫn đẹp như xưa vậy. Dạo này bà còn đi hát không? Hồi đó tôi cũng hay được ông Nam mời đi nghe bà hát. Lúc đó tôi rất thích cái phong thái và giọng hát của bà. Cảm ơn anh. Nhưng tôi rất xin lỗi, dạo này trí nhớ của tôi nó cũng tệ lắm. Không biết anh là ai? Không nhớ cũng không sao. Lâu quá rồi không gặp nên tôi cũng không nhớ vợ ông Nam là ai nữa. Trí nhớ bây giờ tệ quá. Tôi xin phép. Anh đang chờ cô ta tới đúng không? Cô ấy chắc chắn không tới đâu. Anh tâm đi. Cả nhà mình chụp với nhau nha cô chú nha. Rồi mọi người đứng sát vô đi. Nhìn vô mấy con nha. Cười nè. 2, 3. Thêm một tấm nữa nha. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn quý quan khách đã dành chút ít thời gian đến dự đám cưới của hai cháu. Và chúng tôi xin chúc quý quan khách thật là nhiều sức khỏe, bình an và có một đêm thật là thoải mái. Xin cảm ơn rất nhiều. Là anh cũng đam mê đọc sách dữ. Nhà tôi có nguyên cái thư viện luôn đó. Thiệt không á? Trời ơi, sách gì mà tôi không biết. Không tin hả? Mốt qua nhà đi cho mượn sách đọc. Thôi bỏ em, bớt giỡn. Khát nước quá, đi mua nước uống rồi. Sao không tự đi đi? Sáng giờ mình chở bạn đi đó bạn. Biết điều xíu đi. Đợi xíu. Dù gì tiền nước cũng rẻ hơn tiền xăng. Biết điều đó. Uống cà phê sữa nha. Cà phê sữa. Lấy xe lớn đi. Thôi lấy xe dừa thôi, xe lớn uống hết, bỏ mang tổng. Giờ tóm lại là gì? Cà phê sữa, xe dừa, ly. Ba chú heo con sống với mẹ hạnh phúc. Nhưng tới tuổi trưởng thành, ba chú heo phải rời xa mẹ đi tìm một tương lai riêng cho mình. Chú heo anh cả đầu tiên, vì ham chơi làm biếng cho nên chú xây nhà bằng rơm. Khi chó sói xuất hiện, chó sói thổi một cái nhà rơm bay tan tành. Chú heo sợ quá chạy tới nhà của em mình. Chú heo thứ hai xây nhà bằng gỗ, chó sói thổi một cái nhà gỗ bay tan tành. Hai chú heo quá hoảng sợ chạy tới tìm em út của mình. Chú heo em út là một người thông minh, tính tình kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Chú quyết định mua một căn penthouse ở một chung cư cao cấp, khu dân trí cao có nhiều tiện ích, bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 cho nên không con chó sói nào vô được. Cuối cùng ba anh em sống hạnh phúc với nhau trong căn penthouse cao cấp đó. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Nhưng mà chú kể sai rồi. Sai hả? Sao sai? Chú heo thứ ba là xây nhà bằng gạch chứ đâu có mua chung cư cao cấp đâu. Thì nhà bằng gạch với lại xây nhà chung cư thì nó cũng xây giống nhau thôi. Cái nào cũng xây bằng gạch đúng không con? Đúng không? Nhưng mà qua câu chuyện này, chúng ta làm cái gì cũng phải kỹ lưỡng, tỉ mỉ, không có qua loa được đâu. Ủa vậy hả? Cửa gì? Kể chuyện kiểu gì mà để mấy đứa nhỏ bắt bẻ vậy? Đáng đời. Cái câu chuyện này kể là mới sai có chút xíu thôi. Còn mấy câu chuyện trước đó là hơi bị chuẩn đó nha. Đúng không? Đúng không tụi con? Dạ. Thôi tụi con đi chơi đi. Hôm nào á mà rảnh rảnh vòng lại đây mà gặp chú á, chú kể chuyện tiếp cho tụi con nghe. Chú còn cả kho chuyện trong bụng luôn nè. Dạ. Dạ. Con chào chú. Ừ. Em chào chị. Em chào chị. Em đi. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, tự nhiên nó kêu tôi bằng chú, nó kêu tôi bằng chị vậy trời. Tôi còn trẻ ngờ ngờ đấy mà trời. Anh không nghe người ta nói hả? Ra ngoài hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Nhìn sao á
Nó nói vậy à, mấy đứa con nít thập thà lắm. Đúng rồi, nó kêu tôi bằng chú để thể hiện sự tôn kính á, với lại ý nó nói tôi trưởng thành á, còn nó kêu bằng chị là mấy người sủ nhi á, nó kêu vậy. Anh có biết bằng tuổi của anh, người ta có vợ có con hai ba đứa rồi không? Già dữ vậy trời, hèn chi bà nội tôi hối tôi lấy vợ hoài. Anh An, cảm ơn hồi sáng giờ đã chở tôi đi dạy khuây. Bây giờ anh đi đâu đi đi, lát nữa tôi phải đi dự sự kiện nữa. Sự kiện gì vậy? Một sự kiện rất là quan trọng. Sự kiện quan trọng lắm hả? Ừ. Sự kiện quan trọng thì tôi phải đưa cô đi chứ sao, ở đây khó bắt xe lắm nha. Rồi cô bắt xe không được rồi cô đi trễ sự kiện người ta đuổi việc cô, rồi gia đình cô xào xáo rồi lum tùm la chuyện lên nữa, mắc công là làm phiền tới tôi nữa đúng không? Để tôi đưa đi cho. Cái này là anh tự nguyện nha, tôi nhắc lại rồi đó, không có ép à. Tôi đâu nói cô ép đâu, đó là do cô nghĩ mà. Đi. Sự kiện của cô là ngồi đây ăn kem á hả? Bây giờ dễ xài chứ sự kiện quá. Thật ra tôi ngồi đây để giết thời gian thôi. Tôi có ra mắt phim ở lầu 5 kìa. Trên lầu 5 có ra mắt phim hả? Ừ. Ê, cho tôi đi coi với. Đâu ra vậy? Có vé em mới được vô, đâu phải ai muốn vô cũng được đâu trời. Tôi nổi tiếng lắm à, nhiều khi tôi lên đó người ta cho tôi vô không, không cần vé. Anh mơ đi, anh có biết phim này là phim bom tấn không? Phải có vé mời đàng hoàng thì mới được vào, biết chưa? Làm gì mà khó khăn vậy? Thôi vậy đi, đi đi. Ủa rồi cô đi rồi tôi làm gì? Làm gì kệ anh. Anh đi về đi, một lát nữa tôi tự bắt xe tôi về. Dù sao cũng làm phiền anh từ sáng giờ rồi. Ôi, làm người ai làm vậy. Tôi không bao giờ có thói quen bỏ con giữa chợ hết. Hôm nay lỡ đi, tôi sẽ đi tới cùng. Để tôi coi coi công việc của một phóng viên nó khó khăn cỡ nào. Dĩ nhiên là không đơn giản như anh rồi. Sao cô biết công việc của tôi đơn giản? Anh nhìn đi, từ sáng giờ anh đi theo tôi, anh đâu có làm gì đâu. Còn tôi hả, anh có biết là phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Đã vậy lúc nào cũng rình rập nguy hiểm bên cạnh. Cô đi đánh võ đài hay gì mà đổ mồ hôi sôi nước mắt? Sau này anh sẽ hiểu. Hoặc là khi nào mà tôi rảnh rảnh á, tôi sẽ kể cho anh nghe ha. Cô đi ra mắt phim của cô đi. Đi kiếm gì chơi đi, lát hồi gặp lại. Nói dở với anh thôi, thật ra tôi có hai vé lận. Nhưng mà tôi muốn xem anh là cái người có biết điều hay không. Tự nhiên bây giờ hết muốn biết điều luôn. Không thích coi phim. Ok, vậy thôi tôi đi. Tôi nói giỡn á, cho tôi coi với. Nhưng mà một lát nữa lên trên đó, đồng nghiệp tôi mở hỏi á, anh nói là anh là tài xế, biết chưa? Bớt giỡn đi, tôi nổi tiếng lắm á. Nhiều khi đồng nghiệp của cô cũng biết tôi à. Thì nổi tiếng như vậy mà làm tài xế thì mới có cái để nói chứ, đúng không? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã bên cạnh em. Cả ngày hôm nay anh luôn ở bên em trong đám cưới của con gái mình. Em hạnh phúc lắm. Anh xin lỗi em vì mẹ không đến. Em cứ hy vọng là đám cưới của cháu nội mình mẹ sẽ đến. Thật ra mẹ đã nói là mẹ không can dự tới đám cưới, cho nên anh đã lường trước là mẹ không đến rồi. Với lại do Lệ Bình chưa khỏe hẳn, cho nên mẹ phải ở nhà chăm sóc cho cô ấy. Mẹ lúc nào cũng biết đến Lệ Bình mà thôi. Tại sao mẹ không mở trái tim ra để mà đón nhận em chứ? Có lẽ mẹ cũng cần thêm thời gian em ạ. Em sẽ không đi nữa. Em không đi hả? Vì em nói là em đi, cho nên là mẹ mới đồng ý cho anh đứng ra cùng với em tổ chức đám cưới cho Ánh Tuyết. Rồi bây giờ em nói không đi, anh biết ăn nói làm sao với mẹ ở đây? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Bây giờ không lẽ việc chọn lựa yêu ai, chung sống cùng với ai, anh cũng phải để cho mẹ anh quyết định hay sao? Anh có thể dù chỉ một lần thôi ra quyết định vì chính anh, chính tình cảm trong lòng của anh có được hay không? Nhưng mà em nói với anh là em đã dừng lại rồi mà. Giờ đây em và Lệ Bình bình đẳng. Em sẽ không nhận nhượng cô ta nữa đâu.
Anh mệt rồi, anh về đi. Bé này nó buồn thiệt như ta, chạy như ngựa từ sáng tới giờ, định lấy công việc để làm niềm vui hay gì. Nè, anh làm gì vậy? Cô định làm gì thôi á? Tóc bị kẹt rồi, ta gỡ ra giùm. Chị nói đi, làm hết hồn mà. Ngủ lấy gì nói. Cảm ơn anh nha. Ê, hôm nay buồn lắm hả? Ừ, tôi buồn lắm. Là buồn ngủ á. Buồn ngủ thì ai cũng buồn rồi đó. Tôi không hỏi cái buồn đó. Tôi đang hỏi là có buồn ở trong lòng không á? Có gì đâu mà buồn. Trời ơi, anh có biết không? Hôm nay á, tôi đăng được rất là nhiều bài tin luôn. Còn sắp sửa có nhiều nhuận bút nữa. Tiền sắp về rồi mà buồn cái gì? Hôm nay là ngày cưới. À, vậy hả? Trời ơi, anh không nói là tôi quên mất luôn á. Tôi đâu có dở thiệp ra đâu mà biết. Anh không nhớ là hôm bữa tôi kêu anh Quang đi rồi hả? Thiệt, giờ này đầu óc làm sao á? Thiệt là không buồn gì hả? Thiệt. Đừng nói với tôi là sáng giờ anh cứ lẻo đẻo theo tôi hoài là sợ tôi buồn nha. Công nhận anh cũng lo chuyện bao đồng thiệt á. Yên tâm đi, là tôi không có buồn gì hết trơn á. Hèn gì, mọi người không hỏi tôi tiếng nào, nói về vụ đó hết trơn á. Chắc chắn là không có gì đúng không? Thiệt, có gì đâu mà buồn. Anh có biết không, tôi bận lắm luôn á. Không có thời gian đâu mà suy nghĩ tới chuyện đó. Đúng, phải như vậy đó. Chuyện tình cảm mà mình cầm lên được mình bỏ xuống được, đúng không cô? Vậy là quá đúng hay á. Ừ, đúng rồi, vậy mình mới thoải mái được chứ. Anh không biết không, mấy bữa nay tôi cứ bị quay cuồng cái chuyện của anh á. Anh nghĩ cách làm sao mà để nói chuyện với lại bà nội và mọi người đi nha. Tôi đi nha. Về cẩn thận. Bye bye. Là hôm nay sao? Hèn gì trong lòng mình có chút hỗn loạn không yên. Người yêu cũ đi lấy vợ mà. Anh và cô ta phải thật hạnh phúc đó. Đừng rời nhau ra để làm khổ thêm ai nữa. Một mình tôi chịu khổ vì hai người là đủ rồi. Giờ đây em và Lệ Minh bình đẳng. Em sẽ không nhường nhượng cô ta nữa đâu. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Bây giờ không lẽ việc chọn lựa yêu ai, chung sống cùng với ai, anh cũng phải để cho mẹ anh quyết định hay sao? Anh có thể dù chỉ một lần thôi ra quyết định vì chính anh, chính tình cảm trong lòng của anh có được hay không? Con làm gì vậy? Để nội tự đi lại được. Nội con mạnh khỏe mà làm gì chăng như chăng con nít vậy? Rồi tại nội không cho chứ không con định bồng nội ra luôn rồi đó. Con phải bảo vệ sức khỏe cho nội để nội còn đón chắc của nội nữa chứ. Mẹ, chúc mừng ba nha. Chúc mừng ba có rể quý. Sao rồi con? Chuyện đám cưới của anh Tiếu xong rồi đó.
Mẹ nó chịu rời đi chưa? Có chuyện gì sao? Là nó không chịu đi hả? Mấy người coi cái lời nói của bà già này không có giá trị gì hết hay sao vậy? Dạ con không dám. Con cũng bất ngờ khi mà Thu Cúc quyết định ở lại. Chỉ có ba mới đi tin mẹ con còn. À mà thôi, cái này là chuyện của ba ha. Nhưng mà có lời này nhờ ba chuyển lại với mẹ con cổ, là đừng có làm gì ảnh hưởng tới mẹ tôi. Nếu không tôi không để yên đâu. Nội, con đi làm nha. Nội nhà chơi với mẹ con nha. Bye nội. Nam à, mẹ đã tin con, để cho con tổ chức đám cưới cho anh Tuyết. Rồi bây giờ sự thể như vậy con tính sao? Trời ơi, cứ một chân hai thuyền hoài, con không thấy mệt mỏi hả con? Anh Tuyết á, có nên giữ nó ở lại Nam Thiên không? Bây giờ nó là người của Hà Giang rồi đó, mà mẹ nó thì cũng không chịu rời đi nữa. Mẹ cứ để con sắp xếp. Con nghĩ là chắc do Thu Cúc không nỡ rời xa Ánh Tuyết cho nên mới quyết định ở lại thôi. Nó chỉ muốn giành cái vị trí của Lệ Bình thôi. Một cái người mà mấy chục năm trời bỏ đi, bây giờ quay trở về, con kêu đi liền nó đi không? Mẹ tưởng con là lần này con phải dứt khoát chứ. Dạ, con xin phép mẹ vô trong thay đồ đi làm. À, mẹ. Dạ, con thấy mấy hôm nay Lệ Bình cứ đi ra ngoài, mẹ dặn cô ấy nhớ cẩn thận nha. Con bị sao vậy? Nó đi lại mấy cái siêu thị ở gần nhà để nó mua đồ ăn về nấu cho gia đình. Không lẽ chuyện đó mà cũng cản nó nữa sao? Con xin phép mẹ. Sao không chịu nghe máy mình chứ? Ông ta muốn mình đi thật sao? Muốn tái hợp với bà ta thật sao? Mẹ, sao mẹ thẫn thờ quá vậy? Mẹ soạn đồ xong chưa? Con xin nghỉ phép thêm để về đây soạn đồ phụ mẹ nè. Mẹ đã nói chuyện với ba con rồi, mẹ không đi nữa. Mẹ nói sao? Mẹ, vậy là mẹ không đi Úc nữa hả? Vậy thì mẹ về quê nha. Mẹ về quê thì bà nội sẽ không gặp được mẹ. Hả mẹ? Không, mẹ sẽ ở lại đây. Mẹ đã lo hạnh phúc cho con xong rồi. Lệ Bình bây giờ cũng đã tỉnh lại. Cho dù bà ta có còn nhớ mẹ không, thì mẹ sẽ giành lại ba con bằng mọi giá. Mẹ, sao vậy mẹ? Chẳng phải mẹ nói với con là sẽ dừng lại để cho con giải quyết hết mọi chuyện hay sao? Sao tự nhiên bây giờ mẹ nói như vậy? Ba với mẹ đã từng tuổi này rồi, sao cứ mãi tranh giành rồi đau khổ vì yêu đương vậy mẹ? Bà nội có chấp nhận mẹ đâu. Bà ta không thể sống đời để mà ngăn cản bà mẹ được đâu. Cho dù được làm vợ ba con, dù chỉ một ngày thôi, mẹ cũng sẽ làm. Nam Thiên phải thuộc về mẹ con mình, không phải mẹ con Lệ Bình. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ở đây đây, con làm sao yên ổn với Nam Thiên đây? Vào đi. Dạ con chào chú. Cậu ngồi đi. Cậu uống nước đi. Dạ cảm ơn chú. Mới cưới mà
Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa đi, đi làm sớm vậy? Tại vì công ty còn nhiều việc, con không dám nghỉ. Với lại con vô đây sắp xếp cái dự án để đi gặp khách hàng. Dự án đang khôi, chúng ta chưa thỏa thuận được với Nam Thiên. Những việc cậu đang làm dang dở đó, tôi đã sắp xếp cho nhân viên làm hết rồi. Còn dự án đang khôi, tôi cũng cho thỏa thuận xong rồi. Thỏa thuận xong rồi? Chú có biết là có nhiều điều khoản bất lợi cho mình hay không? Tôi lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi, không có chuyện gì mà không làm được. Với lại thằng Thiên bây giờ cũng dễ nói chuyện mà. Nó sắp làm rể của Hà Giang rồi, cho nên phải nể mặt ba vợ chứ. Con biết rồi, chú có thể cho con coi cái bản thỏa thuận của dự án đang khôi hay không? Để tôi nói thư ký đưa qua cho cậu. Dạ. Dự án đang khôi vẫn chưa quyết ai làm chủ nhiệm. Sắp tới hai bên sẽ sắp xếp một cuộc họp để bầu ra ai là người điều hành dự án. Công ty của mình là công ty đầu tiên ký kết với bà Kim Ngọc. Nam Thiên vừa mới tham gia, đáng lý ra mình phải là con người quyết định chứ. Bây giờ hai bên là 50-50, đâu phân biệt ai trước ai sau. Hai bên bây giờ hợp tác chung, sắp tới còn làm xuôi gia nữa, thì phân biệt làm cái gì chứ. Miễn là chọn được người giỏi có kinh nghiệm ha, để điều hành dự án. Dạ, con xin phép về phòng làm việc. À, cậu mới cưới mà, nếu muốn nghỉ thêm thì cứ nghỉ đi ha. Mấy hôm nay tôi cũng muốn coi nhân viên ở dưới làm việc như thế nào. Mấy cuộc hẹn với khách hàng cứ để tôi đi. Dạ, có gì con sẽ chuyển hồ sơ và những thứ cần thiết cho chú. Ừ. Để tôi coi, cậu sẽ chọn chủ nào đây? Ông ta lại làm như vậy với anh sao? Chẳng lẽ ông ta lại muốn phế anh? Hay là ông đang thử lòng trung thành của anh? Từ sau vụ quỷ hôn với Hải Yến, ông ta luôn thận trọng với anh. Đã vậy bây giờ anh và em cưới nhau, ông ta càng thận trọng hơn nữa. Cũng hên cho anh, vẫn còn giá trị của dự án đang khôi. Nhưng mà bây giờ ông ta chuyển hướng qua Hoàng Thiên, vậy thì anh hết giá trị lợi dụng. Uổng công bao nhiêu năm nay anh làm trâu làm ngựa cho ổng, vậy mà ổng... Hay là anh về Nam Thiên đi. Em nghĩ là ba sẽ không để cho anh thiệt thòi đâu. Việc chọn người quản lý dự án đó phải cần tác động với bên Nam Thiên để chọn anh làm người quản lý. Thì như vậy vị trí của anh ở Hà Giang sẽ vững hơn, mà bên Nam Thiên cũng nể mình hơn nữa. Chứ anh không thể nào đứng nhìn thằng Hoàng Thiên đứng trên đầu trên cổ anh được. Vậy để em nói chuyện với ba một tiếng. Em nghĩ là ba cũng là người có tiếng nói trong dự án đang khôi, và ba cũng không dễ dàng tin tưởng giao chức quản lý dự án này cho Hoàng Thiên đâu. Mình đã lường trước việc này trước khi cưới. Hiện tại anh chưa muốn về Nam Thiên, anh ở lại Hà Giang sẽ tốt hơn. Để anh chóng mắt coi lão cáo già này đến khi nào trở mặt với anh. À, hay là anh đi cùng em nói chuyện với ba sao? Không cần đâu, con gái tỉ tê với ba sẽ dễ hơn á. Em nói cũng đúng, anh thấy cũng ngại. Có lẽ làm vậy á sẽ làm cho ba hiểu lầm, chưa gì đòi hỏi sớm quá. Anh đừng có lo, em phải có trách nhiệm lo cho chồng của em chứ. À quên hết, em đã chuẩn bị cho mẹ chưa? Em nghĩ có nên sắp xếp một chuyến du lịch cho mẹ đi cùng với vợ chồng mình trước khi đi nước ngoài hay không? Anh đừng có lo quá, em tự lo được hết mà, yên tâm nhé. Mọi người có thấy cái món chuột đồng nướng này hấp dẫn không? Ủa, nó dặn nha, nó dặn khè luôn nha, nó. Dạ. Trời ơi. Thả quá. Với không gian như vậy nữa, tuyệt vời. Không gian, rồi còn người đẹp kế bên nữa chứ. Ờ. Nướng này thơm quá ha. Hấp dẫn quá. Ôi trời ơi, mọi người, nhìn nè mọi người. Trời ơi, chị Hoa xuất hiện trong clip của anh La Cà nè. Trời ơi, fan của anh dễ thương gì đâu á. Toàn chúc mừng anh đã có người yêu. Chị Hoa giỏi nha. Bài chị phỏng vấn anh La Cà á còn nhiều lượt view hơn là bài của Hi Hi nữa đó. Trời ơi mọi người,
Anh La Cà là anh của chị Hải Yến mà trước giờ tạp chí mình không có biết, chưa ai đăng bài gì luôn. Ai ngờ trưởng ban của mình lại nhanh tay lẹ mắt như vậy, chưa gì đã lấy hết tâm tư tình cảm của người ta rồi. Mà nè, kế hoạch cua trai của chị sắp thành công mỹ mãn rồi nha. Tụi mình sắp được ăn mừng tiệc ra mắt người yêu của chị Qua rồi đó. Sao sao, vụ gì? Chị sắp có chị dâu rồi đó, mở về nói cha mẹ chị đi. Ủa, thời buổi bây giờ mà báo còn săn tin người yêu của hot youtuber nữa hả? Dạch ở ngay trước mặt chị kìa. Lợi dụng đi phỏng vấn người ta, rồi quay video, sau đó fan của anh La Cà nhận làm người yêu của anh La Cà luôn đó chị. Nè, mọi người im lặng, nghe chị nói. Chị không có cố ý cua anh trai của em, tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Em thấy không được rồi, em thấy mừng quá đi. Trời ơi, nếu mà chị thật sự làm chị dâu của em nha, thì em không cần phải sống cái cảnh mà chị dâu em chồng nữa. Chị mà trói chân được anh hai của em ở nhà thì ba mẹ em vui lắm á. Sao chị lại quản anh của em ở nhà chứ? Anh thích La Cà mà, bây giờ kêu ảnh ở nhà thì khác gì kêu ảnh bỏ nghề đâu. Đó, chưa gì đã bên người ta chầm chập rồi kìa chị. Vậy mà kêu hiểu lầm, bây giờ em thấy chị hiểu ảnh nhất thì có. Đúng rồi, có mình chị được phỏng vấn độc quyền à. Thôi không được rồi, kỳ này anh hai em lại có thêm đồng minh mới nữa để chống lại ba mẹ em. Chị có biết không, ba em là muốn anh hai em nghỉ làm xong rồi về công ty để nối nghiệp ba em đó. Phòng mình bữa nay đông vui quá ha. Dạ, tụi em chào tổng biên ạ. Các bạn cứ ngồi xuống làm việc bình thường đi. Chào cô trưởng ban xinh đẹp. Dạ em chào sếp ạ. À, Mỹ Quan à. Dạ. Anh có lời khen với em về cái bài viết anh La Cà vừa rồi. Lượt view rất là cao và anh rất là hài lòng. Dạ em cảm ơn sếp. Hôm nay anh đến đây là nói em mời anh ấy đến đây để chụp hình, và chúng ta sử dụng hình ảnh của anh ấy để làm trang bìa cho tạp chí. Dạ. Và ngay lúc này đây em cũng chuẩn bị viết một bài viết nữa cho anh ấy là vừa. Dạ được sếp, em sẽ set up liền nha. Rồi vậy nha. Dạ. À, nhân tiện ngày hôm nay rất là vui cho nên là anh cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn về tinh thần làm việc của các bạn rất là tốt. Bài báo của chúng ta đã được lượt view rất là cao, và anh hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ mang cái năng lượng tích cực này đến đây mỗi khi làm việc để đưa cái tờ báo chúng ta ngày một phát triển tốt hơn. Thôi được rồi, bây giờ các bạn cứ làm việc đi ha, anh xin phép ra ngoài trước. Dạ, chào sếp. Cô muốn đi làm cùng tôi không? Có việc gấp cần cô hỗ trợ. Tôi thì hỗ trợ được gì cho chuyện làm ăn của anh chứ. Năn nỉ cô đó, coi như trả công hôm bữa tôi đi chung với cô đi. Ok, tôi là người có vay có trả, sòng phẳng. Dù hôm bữa anh là người tự nguyện nha. Cảm ơn vợ yêu. Khó xử lắm, ba cứ ghé về nhà, con có gì cần ba giúp nha ba. Có gì ba ghé. Alo, tôi nghe nè. Xin chào anh Dương Tùng, tôi là Mỹ Hoa đây. Tôi có thể phiền anh là đến tòa soạn để chụp bìa cho tạp chí cuối tháng được không? Gì? Ảnh bìa nữa hả? Lần này có phỏng vấn gì nữa không? Có, một bài 2 trang lận đó. Tôi hứa là sau lần này sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Không sao,
bị cô làm phiền quen rồi. Mà nè, mấy comment của fan tôi á, bình luận ở dưới clip á, cô đừng quan tâm tới nha. Không sao, fan của anh dễ thương mà. Họ đâu có phản đối chị anh có người yêu đâu. Đằng này á, thì ra fan của anh còn sợ anh bị ế nữa đó. Gì? Đừng đường nước làm tới nha. Alo, alo. Chị Hoa. Dạ, có người nhà em gửi hộp quà này cho chị Hải Yến. Chị gửi giùm em nha. À, được rồi em, cảm ơn em. Hải Yến ơi, tới công chuyện rồi, qua đây em ơi. Công chuyện gì vậy chị? Vụ gì mà tới công chuyện dữ vậy? Đây. Sao? Tèn. Người ta lại có quà gửi tới tận văn phòng nữa rồi. Của em hả? Ừ, chứ của ai nữa. Chắc là của người ấy rồi. Trời ơi, không biết định dở trò gì nữa chứ tốt lành gì. Ủa, cái váy mà. Ủa sao nó đi công chuyện mà lại gửi váy luôn vậy ta? Trời, người ấy thật là chu đáo quá à. Sao mà chị ganh tị với em quá à. Em tự ăn đi, anh tự gấp được rồi. Ba à, ba đừng có giận mẹ mà. Mẹ ở lại cũng chỉ vì không muốn xa mình thôi mà ba. Nếu mẹ con không muốn đi thì nói với ba một tiếng. Giờ ba nói với bà nội rồi, mẹ con không đi ba biết xử sự làm sao đây? Nếu như em không làm vậy á, liệu mẹ có cho anh đứng ra tổ chức đám cưới cho con gái của mình hay không? Vậy là ngay từ đầu em đã có ý định ở lại chứ không phải là mới đây. Em có biết là em đã làm cho anh rất buồn và lo lắng về cái chuyện em đi không? Giờ em đã ở lại đây rồi, anh không cần phải buồn nữa. Con nói con có chuyện gì muốn nói với ba mà. Ủa thằng Khôi đâu? Anh Khôi bận đi gặp khách hàng rồi ba. Bây giờ công việc của ảnh ở bên Hà Giang cũng khó khăn lắm. Ông Hà đâu có còn tin tưởng ảnh giống như hồi lúc trước khi cưới con đâu. Vậy thì cứ nói nó về nó. Giờ nó về Nam Thiên cũng không được. Bà nội con sẽ không vui khi biết được chuyện mẹ con không đi. Dạ, con biết là ba khó xử mà. Thôi thì cứ để anh làm bên Hà Giang, khó khăn chút cũng không sao đâu ba. Nhưng mà ba ơi, hình như là dự án Đăng Khôi vẫn chưa có chủ nhiệm đúng không ba? Ba có thể nào tạo cơ hội cho anh Khôi được không ba? Nếu như mà anh làm chủ nhiệm dự án này thì anh có thể củng cố vị trí của mình ở Hà Giang, mà người của Nam Thiên cũng nể anh hơn á ba. Ừ, con nói thì hợp lý đó. Nhưng mà dự án này bà nội con đã giao cho Hoàng Thiên quản lý rồi. Người bên nào thì cũng muốn người của bên mình làm chủ nhiệm dự án để có lợi. Nhưng mà nếu như ở Nam Thiên có vài người không ủng hộ anh Thiên thì anh Khôi sẽ có cơ hội đúng không ba? Ừ, con nói cũng có lý. Công nhận tôi có mắt thẩm mỹ ghê luôn á. Tôi tưởng anh dắt tôi đi đâu chứ, để hát karaoke mà bắt tôi mặc cái đầm này làm gì? Không phải karaoke bình thường đâu nha, lát nữa vô đó đi biết. Hey, xin chào mấy người anh em. Hello. Yeah, lâu quá mới gặp. Hello. Đợi tôi có lâu không? Lâu. À, đây là vợ sắp cưới của tôi. Nói thiệt hay nói đùa vậy? Tôi tưởng hôm nay em đi cùng mình, làm tôi kêu Hà My vô ngồi với ông. Hay dạ. À, anh xin lỗi em nha, anh cởi em. Thank you anh. Ngồi đi em. Giới thiệu với mấy ông nha, đây là Hải Yến. Nay mới thấy vợ sắp cưới của ông, ông giấu kỹ ha. Tôi cứ tưởng hôm nay ông đi một mình, ai ngờ ra mắt vợ sắp cưới. Vậy thì tối nay làm sao mà chơi hết mình với anh em đây được. Mà vợ ông có ngại mấy chỗ này không? Đừng có lo,
Vợ tôi là phóng viên mà, không có ngại đâu. Với lại mắc mớ gì có vợ tôi đây không xa láng được, đúng không? Nào, vô nào. 1, 2, 3, vô. Em thấy quyết định của em đã làm ảnh hưởng tới con cái chưa? Bây giờ anh không biết phải làm sao hết. Em biết rồi, anh đừng có nhắc nữa mà. Em chỉ muốn ở bên cạnh hai cha con anh thôi. Lúc này anh bận nhiều việc lắm, cho nên không để ý điện thoại em gọi tới. Anh về nha. Mình phải làm sao để giữ anh ấy lại đây? Anh Thiên. Bữa nay bận lắm hả? Không thèm ghé tụi em. Bé này giỡn hoài. Anh có vợ rồi nha. Anh có vợ rồi, phải dành thời gian cho vợ anh chứ, sao mà đi chơi hoài được. Anh không có đi chơi nha, đừng có giỡn nha. Trời ơi anh Thiên đó nha. Đi tới mấy chỗ này mà giỡn vợ mời mốt với tụi em thất nghiệp cho coi. Mất việc hả? Vậy lát người ta bò đừng có lấy nha. Giỡn chơi hoài với đứa này. Thôi vô gái đi nè. Vô đi hoài. Vô. Nè, bạn tôi, mấy cái dự án tôi đưa cho ông coi á, ông coi tới đâu rồi? Tôi đang xem hồ sơ của ông gửi qua, để xem tình hình tài chính thế nào đã. Tôi có biết vài ngân hàng có thể giúp được ông đó. Tôi đợi ông nói câu này thôi đó, ông nói cái gì tôi cũng tin ông hết. Hay lắm đó bạn ơi, vô cái nào. 1, 2, 3, vô. Nè, đang đi tập thể đó. Làm gì mặc chù ủ vậy? Mời người ta ăn lý đi. Vui lên coi. Xin phép mọi người. Mình nghe Hoàng Thiên nhắc về mọi người rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Xin mời. Vô. Vợ của sếp thì cũng phải hết mình với mọi người để công việc của sếp được trôi chảy chứ, đúng không em? Dạ. Vợ tôi mà được như vợ ông á, là tôi không kêu mấy cô này góp bia đâu. Anh này. Anh giỡn mà. Thôi giờ đừng giỡn nữa. Vô nào. Vô cái nè. 2, 3, vô. Sao em ra vậy? Nói gì vậy? Cô đang giận tôi hả? Không. Không giận tự nhiên em ra không nói gì hết trơn vậy? Không thích nói. Vậy là giận rồi. Hôm nay là tôi đi về sớm lắm luôn rồi đó nha. Đi nhậu, đi uống, đi ăn. Sao muốn đi đâu nữa? Thì bình thường thế nào cũng bị kéo đi tăng 2, tăng 3. Có khi còn sung quá thì đi vô ba quẩy tiếp. Còn không á, mệt mệt đó thì về đi massage, đi xông hơi gì đó. Vậy á. Như vậy là gọi đi làm á hả? Cô không làm kinh doanh, cô không hiểu đâu. Có những chuyện nói ở trên bàn nhậu nó sẽ dễ hơn trên bàn học. Hiểu nhưng mà không thích. Có cần thiết là phải có người ở bên cạnh rót bia xong ôm ấp vậy không? Tới lúc say lên á, là định làm gì nữa? Tới bến luôn hả? Có nha, tôi là ngoan nhất luôn rồi đó. Lúc nào tôi cũng dành đi về trước hết trơn. À, điển hình là ngày hôm nay tôi kêu cô tới để tôi có cớ đi về trước, thấy không? Anh kêu tôi đi theo để tôi mang tiếng là đi theo giữ chồng hả? Thì sao? Cô là vợ tôi mà, cô đi theo giữ tôi có gì đâu. Cô phải đi theo, cô mới biết là tôi ngoan cỡ nào, đúng không? Anh ngoan hay hư là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Thì luôn. Giận hả? Sao nói vậy vậy? Tại sao tôi phải giận? Anh giúp tôi làm người yêu, còn tôi giúp anh làm vợ sắp cưới.
đó cũng là một phần công việc của tôi. Tôi muốn con nhìn thấy thôi. Nhưng mà yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ hạn chế. Tôi không cần anh phải hạn chế, đó là công việc của anh mà. Anh cứ làm việc của mình thôi. Mà tôi thấy mấy cô đó cũng thích anh mà. Cô đang ghen hả? Tôi đã nói là tôi không có ghen. Anh ôm ấp ai hay là như thế nào là chuyện của anh. Mà sau này đừng có dắt tôi tới mấy chỗ đó nữa nha. À quên mất, làm gì có chuyện sau này. Anh cứ nói với người ta là tôi đá anh nha. Dù sao tôi cũng mang tiếng xấu một lần rồi, thêm một lần nữa cũng chả sao. Cô đừng có nói là cô không có tình cảm với tôi nha. Tôi nhìn trong mắt cô, tôi thấy là đang ghen đó. Tôi đã nói là tôi không ghen rồi mà. Nếu đường là cơn gió phiêu du, quyền lòng mình giữ yêu thương. Anh làm gì vậy? Anh đừng có uống nhiều xong rồi làm càng nha. Tôi với cô là giả mà, coi như đồ hôn này là giả đi. Tôi với anh là giả, mà nụ hôn này nó là thật đó. Tôi biết là anh giúp tôi nhiều chuyện cho tôi không còn rắc rối nữa, nhưng mà tôi không phải là trò tiêu khiển của anh. Anh làm như vậy là đang coi thường tôi đó, anh có biết không vậy? Tôi xin lỗi. Tôi... chúng ta dừng lại ở đây thôi. Yến. Chốn sâu bao tổn thương, ngàn đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không bao như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Mới 11 giờ đêm đó. Kêu nửa đêm, đi ngủ sớm quá, mai mốt cũng chết sớm mà. Có chuyện gì hả? Công ty có gì nguy cấp sao? Công ty không có gì nguy cấp hết á. Trái tim tôi đang nguy cấp nè. Người ta đòi chia tay với tôi rồi. Kiếm cô gái khác. Ông nói gì? Ông với Hiến chia tay? Tôi mới thấy bạn của ông á đăng hình hai người lên Facebook hát karaoke với nhau mà. Đó, ngu là ở chỗ đó. Tính nhắc cô đi cho cô thấy là tôi rất là tôn trọng cô. Giờ á thành ra tôi coi thường cô. Hồ đồ chưa? Tình cảm là giả thôi, nhưng mà nụ hôn là thiệt mà. Tôi là cái thá gì mà tôi dám hôn cô? Hai người sắp kết hôn với nhau, hôn nhau là chuyện bình thường, thậm chí... Ông nói cái gì? Tình cảm là giả hả? Ừ, tôi cầu hôn là giả, cổ nhận lời tôi cũng là giả. Tụi tôi giả bộ yêu nhau để
tránh kiện tụng á. Chứ mà tôi không muốn giả, tôi muốn thiệt à. Tại sao lúc nào cổ cũng nói là dừng lại đi. Tôi là người bắt đầu à. Tôi không muốn dừng lại á. Tại sao lúc nào cũng đòi dừng lại. Lúc nào cũng đòi dừng lại. Nói với ông rồi, FA như tôi đi cho khỏe. Phim giả tình thật. À, chắc giờ em phải về rồi. Dù gì thì hôm nay á, mình cũng đi uống cà phê rồi ăn tối cả buổi. Giờ mà em không về là bà nội giận á. Anh hẹn hò với em có một lần mà anh cảm thấy anh với em hợp nhau lắm đó. Trả lại em từng này tuổi rồi, lại còn xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà vẫn còn chịu sự quản lý của gia đình hay sao? Hay là anh dặn em đi dạo phố hả? Thôi để bữa khác nha. Giờ em phải về thiệt. Thôi đi đi, anh năn nỉ. Không, chỉ đi dạo thôi. Em nói thiệt mà, em phải về. Cái thằng này thiệt tình, say như vậy không để mình đưa về. Gọi mình ra đã đợi để trút bầu tâm sự. Xong việc rồi á thì đem con bỏ chợ. Định về nhà gặp nhắm nỗi đau một mình sao? Quên quên, bắt tay. Tắt chứ lại giùm con cái. Đi mà. Coi, anh làm gì vậy? Để bữa khác đi. Đi dạo với anh một chút xíu thôi. Thôi, em đã nói bữa khác rồi, anh buông ra coi anh làm gì vậy? Đi em buông một chút xíu buông thôi. Em ra đi, em nói đó là bữa khác mà buông ra. Buông ra. Cô ấy kêu muốn về nhà không nghe rõ hả? Anh lại. Xem vô chuyện của tụi tôi làm gì? Anh, mình đi chơi tiếp đi. Em có sự lựa chọn sáng suốt rồi đó. Mình còn trẻ, đi chơi về khuya thì có sao đâu ha. Về nhà đi, khuya rồi. Đừng để người nhà lo lắng. Anh ta là ai vậy? Anh ta là quản gia của em. Quản từ nhỏ cho tới giờ luôn. Mặc kệ anh ta đi anh. Mình đi thôi. Đi theo anh về. Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra. Nếu em muốn xấu hổ cứ là lớn anh đi. Còn không ngoan ngoãn hay anh về nhà. Anh kia. Anh có quyền gì mà quản em chứ? Em muốn làm gì em đi với ai, đó là chuyện của em. Vậy thì đừng để anh bắt gặp. Em đi chơi bời cái gì vậy thì chưa chịu về nữa. Em làm gì mà anh nói em chơi bời? Em kết bạn với ai, em hẹn hò với ai, đó là quyền của em. Ủa, mà em nhớ anh nói là không ai dám thích em mà. Cả anh cũng không dám thích em mà. Đó, anh thấy không? Có đầy người muốn hẹn hò với em á. Thì ra anh nói vậy. Rồi em giận anh, rồi đi hẹn hò hả? Mắc mớ vậy mà giận anh? Mà anh dám lớn tiếng với em hả? Anh có tin là em tuyệt giao với anh luôn không? Anh xin lỗi. Anh lo cho em quá thôi. Cái tên đó nhìn là biết không đàng hoàng rồi. Anh đừng có coi em là con nít rồi quản em nữa được không? Anh là bạn thân của anh hai em, chứ không phải là ba của em đâu. Mấy đứa hay ghen nhau là thương nhau lắm đó. Không phải. Sao giờ này Hoàng Thi chưa tới nữa? Anh thông cảm, chắc là nó đang trên đường tới. Cha đang ngủ mà. Thiên ơi là Thiên. Sao chú vô công ty nữa? Ông có biết hôm nay là cuộc họp bầu chủ nhiệm dự án không hả? Ông là người được đề cử, cũng phải là người bỏ phiếu chứ.
Tôi mệt quá, tôi đang quạo trong người, tôi muốn bầu, muốn bàn gì, ai muốn làm gì làm đi nha. Thế thưa tổng giám đốc, Hoàng Thiên có vấn đề về sức khỏe, không thể tới tham gia cuộc họp được. Cuộc họp quan trọng như vậy mà đã nói một tiếng là không thể dự sao? Chúng ta cứ tiến hành bỏ phiếu đi. Bên anh là Đăng Khôi, bên tôi là Hoàng Thiên. Đăng Khôi và Hoàng Thiên cũng có quyền bỏ phiếu như nhau. Hoàng Thiên không có mặt ở đây thì nó mất quyền lợi thôi. Nam Thiên đúng là công tử phân minh, tôi phải học hỏi thêm điều này. À, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu thôi. Tiếc cho Hoàng Thiên quá, sao lại bệnh vào lúc này chứ? Để đơn giản và minh bạch, chúng ta sẽ bầu phiếu nhưng không để tên, chỉ cần ghi T hoặc là K là đủ rồi. Tôi sẽ kiểm tra phiếu ngay tại đây cho mọi người cùng xem. Và bây giờ tôi xin phép kiểm tra số phiếu. Một tên, một ca. Và như vậy tỷ lệ số phiếu giữa Đăng Khôi và Hoàng Thiên đó chính là 4-5 trên tổng 9 số phiếu. Hoàng Thiên chính thức trở thành... Tôi có ý kiến. Để cho công bằng, chúng ta nên gọi cho Hoàng Thiên để coi cậu ấy có muốn bỏ phiếu hay không. Tôi thấy trong những cuộc họp trước á, Hoàng Thiên cũng đánh giá cao Đăng Khôi lắm. Chúng ta phải dựa vô phiếu bầu của Hoàng Thiên rồi lấy kết quả. Gì nữa? Giám đốc, cuộc họp muốn hỏi ý kiến của anh là anh đang muốn bỏ phiếu cho chính anh hay là Đăng Khôi. Nên nhớ, quyết định nằm ở phiếu bầu của anh. Cái gì? Chủ nhiệm dự án Đăng Khôi hả? Dự án này là ông Đăng Khôi ký hợp đồng đầu tiên đúng không? Khỏi cần phải nói nữa, chủ nhiệm dự án này chắc chắn phải là tôi. Cảm ơn anh. Tôi xin công bố tỷ lệ phiếu bầu giữa Hoàng Thiên và Đăng Khôi là 64. Và như vậy, ông Hoàng Thiên chính thức trở thành chủ nhiệm dự án Đăng Khôi của chúng ta. Chúc mừng anh, Hoàng Thiên cũng được mọi người tin tưởng và giao phó trách nhiệm rất là quan trọng. Chúng ta hợp tác vui vẻ nha. Cảm ơn anh và Hà Giang đã tin tưởng. Ở cuộc họp tới có mặt Hoàng Thiên, chúng ta khởi động dự án được rồi. Mọi người bỏ phiếu công khai nên tôi không thể giúp cậu được. Chắc là mọi người cũng bỏ theo cảm tính thôi. Dù sao nó cũng là người thừa kế của Nam Thiên, mình chịu lép vế vậy. Dạ con hiểu rồi. Con để quên tài liệu trong phòng họp, chú xuống dưới trước đi. Đăng Khôi là người bên Hà Giang mà còn không được bầu đủ số phiếu nữa, nghĩ cũng lạ ha. Hà Giang ủng hộ Hoàng Thiên thì cũng đúng thôi, cậu ta sắp làm rễ bên đó mà. Cậu ta nghĩ làm rễ bên Nam Thiên thì sẽ được Nam Thiên ủng hộ. Vợ cậu ta là con ngoài giá thú, chắc gì được hưởng gì bên Nam Thiên đâu mà tính dữ hơi. Cậu Hoàng Thiên đúng là dám giỡn mặt với cậu ta. Thì mẹ của cô Ánh Tuyết muốn giành lấy Nam Thiên nên Hoàng Thiên đâu có ưa gì chồng cô ấy đâu. Trời ơi,
Tối qua con uống nhiều lắm đúng không? À, tại con có công việc cho nên uống hơi nhiều mẹ. Mẹ để đi, lát con dọn cho mẹ. Coi đó, bao năm qua không có mẹ bên cạnh chăm sóc mà con cũng gọn gàng ngăn nắp vậy ha. Cái này là mẹ dạy con mà. Dù là con trai là con gái thì phòng ốc cũng phải gọn gàng, quần áo cũng phải chỉnh tề. Mẹ thấy con nghe lời mẹ ghê chưa? Vậy rồi ai đã làm cho con trai của mẹ phải đầu bù tóc rối, rồi quần áo thì xộc xệch, người ngợm thì toàn là mùi bia rượu không à? Còn với Hải Yến cãi nhau hả? Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nhưng mà mẹ đừng có giận con nha. Mẹ hứa là sẽ không giận con. Bởi vì con là con trai của mẹ, làm sao mà mẹ giận con được chứ. Nhưng mà chuyện này có liên quan tới Hải Yến, mẹ cũng đừng có giận Yến nha. Mẹ cũng sẽ không giận, bởi vì cô gái đó là người con yêu, là người sẽ thay mẹ chăm sóc con suốt cả cuộc đời này. Chuyện gì hả con? Con với yêu nhau là giả. Cầu hôn cô cũng là giả. Tụi con chỉ đóng kịch là yêu nhau thôi. Ai cũng có bí mật. Sao hôm nay con lại nói ra với mẹ? Tại vì bây giờ con không biết phải làm gì nữa. Cứ nghĩ tới cổ là con rối lắm, đầu óc con mụ mị hết. Vậy rồi bỏ luôn cả cuộc họp quan trọng, nhốt mình ở nhà để tương tư. Nè, con nghĩ coi tình cảm của Yến có giả không? Con bé dám đến gặp mẹ khi mẹ đang bệnh, rồi đối xử rất là lễ phép, rất là tình cảm với bà nội nè, không đòi hỏi một cái gì hết, lại gắn kết con với gia đình. Con bé nó biết nghĩ cho con lắm đó. Cho nên con mới không muốn chuyện của tụi con là giả nữa. Con mà hãy cho con bé đó biết tấm chân tình của con, đừng nghĩ đến chữ giả nữa. Con hãy thử nghĩ coi, từ trước đến nay con đã bằng tấm chân tình của mình để đối xử với cô bé đó, hay là chỉ làm những việc mà phải làm khi mình phải đóng tình giả? Con yêu cổ thiệt rồi mẹ. Tình yêu thì chỉ có thật mà thôi. Nếu có gì giả dối thì không phải là tình yêu nữa. Nếu con yêu thật lòng thì đừng để mất cơ hội của mình, phải nắm giữ nó thật chặt. Đừng để bị chi phối, đừng để ai cướp đi, đừng để... như ba với mẹ. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Từ lâu lắm rồi con ước con được nói chuyện tâm sự với mẹ giống như vậy. Lúc con vui, lúc con buồn, lúc con vấp ngã, kể cả lúc mà mọi người không hiểu sao con lại chống đối mọi người. 30 tuổi rồi, lần đầu tiên con được tâm sự với mẹ như vậy. Nhưng mà mẹ nói những chuyện làm cho mẹ buồn. Mẹ không có buồn đâu. Thấy hai anh em con hạnh phúc là mẹ rất hạnh phúc rồi. Ba với mẹ giờ đã già, tình yêu cuồng nhiệt ngày xưa giờ cũng như đống tro tàn vậy. Nếu còn hơi ấm thì cũng không thể bùng cháy như ngọn lửa được. Đến bây giờ
Mẹ không muốn làm ai khổ nữa. Mẹ, mẹ nhớ là nhiều chuyện rồi đúng không mẹ? Cũng chỉ là mơ hồ thôi à. Có những chuyện mẹ không biết là giả hay là thật nữa. Nhưng mà chuyện tình yêu của con và Hải Yến thì mẹ tin là thật. Con hãy giữ thật chặt nha con. Dạ. Thôi, đi vô tắm rửa rồi thay quần áo đi. Người ngợm hôi rình nè. Đi đi, rồi mẹ xuống làm bữa ăn sáng cho con nha. Dạ. Nhanh đi. Gì nữa không? Sao? Đăng Khôi được bổ nhiệm làm chủ nhiệm dự án rồi hả? Ông ở nhà mà hơn Đăng Khôi một phiếu. Chưa kể ông bầu chính ông nữa. Vậy thì nghĩ thử coi ai là người chiến thắng. Chúc mừng nha, vui lên. Rồi vô công ty nè, giải quyết gì chứ tôi chứ. Có ở đâu vui. Bây giờ đối với tôi, khi nào mà Hải Yến thay đổi quyết định tôi mới thấy vui. Còn bổ nhiệm làm chủ nhiệm dự án hả? Thêm nhức đầu với vui nổi gì. Hay quá ha. Vậy sao lúc đầu á không nhường cho Đăng Khôi đi? Ông bầu phiếu cho nó, vậy là hai người ngang bằng phiếu nhau. Nên nhớ, mọi người đã nói rồi, dựa vào phiếu của ông để quyết định xem ai là người chiến thắng. Hồi nãy á, bầu cho Đăng Khôi một cái ha, là Đăng Khôi lên làm chủ nhiệm dự án đó. Nhường hả? Còn lâu mới có chuyện nhường. Tôi nghĩ tới mấy chuyện mà nó làm với Yến, tôi muốn băm nó ra làm trăm mảnh rồi. Ở đó mà nhường. Yêu giả thành yêu thiệt hả? Mà nè, ông muốn Hải Yến thay đổi quyết định, vậy ông muốn cổ yêu thiệt hay là yêu giả? Kệ tôi. Mày biết yêu thiệt rồi. Yêu thiệt rồi ta. Tôi biết yêu thiệt rồi. Dạ, để tối nay con hẹn với chị Hải Yến hỏi chuyện thử con làm sao. Nhưng mà anh hai không có đi họp á, ba giận dữ lắm đó mẹ. Nhưng mà cuối cùng mọi người vẫn tin tưởng ảnh, cho ảnh làm chủ nhiệm dự án. Chồng của chị Ánh Tuyết là thua xa lơ xa lắc luôn á. Thôi được rồi, khi nào con về con sẽ kể cho mẹ nghe rõ hơn. Con chào mẹ. Quanh quanh. Quanh đi. Ông còn hiệu giả đi mà chia tay. Tôi chưa biết tính thương vị của tình yêu mà bị lụm ngơ rồi. Thiệt là khổ quá đi. Em nói em thích biển, anh đem biển về cho em. Em nói em thích nắng, anh cũng đem nắng về cho em. Đâu? Biển xanh, nắng màu vàng. Cái này hả? Em nói em thích một chàng trai ấm áp, anh có ấm áp cho em. Em nói em thích một chàng trai lãng mạn, anh hứa sẽ không ai lãng mạn hơn anh được đâu. Yến, em hãy nhận chiếc nhẫn này thay cho lời cầu hôn của anh dành cho em. Ủa, Hải Yến, sao em không lên văn phòng làm đi mà ngồi đây chứ vậy? Ủa mà ai làm cái gì em mà sao mặt mũi bơ phờ rồi mắt sưng húp vậy hả?
hôm qua hẹn hò có gì tiến triển đặc biệt không? À, hay là anh ta đã cướp mất đời? Chị, đừng có nói lung tung nữa. Em với anh ta chia tay rồi. Hả? Làm như chị tưởng bở, tính học hỏi kinh nghiệm từ em chứ. Mà chia tay cũng có chia tay thật, chia tay giả nữa hả? Thì em với anh ta yêu nhau là giả mà. Mà em chưa nói chuyện này cho chị nghe hả? Thì chị đoán không sai mà. Thấy anh ta cầu hôn em á là chị đã thấy lạ rồi. Em và anh ta hợp tác với nhau để thoát khỏi chuyện của anh Tuyết đúng không? Chuyện yêu là giả, nhưng mà cảm xúc này là thật nè. Phải yêu nhiều thì em mới xúc động nhiều, khóc nhiều như vậy chứ. Mà anh ta dám hôn em á chị. Ủa? Thì đây đâu có phải là nụ hôn đầu của em đâu mà em phản ứng vậy. Em đã hôn cái tên khốn Đăng Khôi đó mấy năm luôn rồi mà. Chị đừng có nhắc nữa, em đã quên cái cảm giác đó rồi. Đây là nụ hôn đầu của em và Hoàng Thiên mà. Mà cũng tội nghiệp anh ta quá ha. Với cái tính cách của em á, thì chị nghĩ là anh ta mới hôn em lần đầu thôi, nhưng mà là te tua luôn rồi. Chị này kỳ quá à. Em gái bị như vậy mà chị không sót, mà cứ bên ngoài hoài. À, mà chị đừng nói chuyện này cho anh hai nghe nha. Mất công anh kiếm người ta, anh đánh, mà phiền nữa. Không đi lên nha. Tình giả làm sao mà quên ha. Mà chia tay rồi còn lo cho người ta bị đánh nữa. Mai mốt mà nói với tôi là hai người yêu thiệt á là tôi cười cho thối mũi luôn. Cô cũng đâu thích mấy tấm hình này đúng không? Ừ, tôi thấy nó giả giả làm sao á, không có lột tả được hết con người của anh. Cho nên á, tôi có nói với lại tổng biên á là khoan duyệt bài rồi. Tôi cũng thấy vậy nữa, tôi thấy nó không có hợp với tôi. Như vậy nè, đơn giản, chất, phù hợp với tôi. Đúng rồi, như vậy mới là anh chứ. Cho nên hôm nay rất là may là tôi hẹn anh ra đây để coi hình trước đó. Tôi nghĩ là tôi sẽ set up một buổi chụp hình ngoài trời cho anh, càng sớm càng tốt. Vậy cô là người thực hiện luôn nha. Sẵn lúc đó tôi quay thêm nhiều clip nữa. Thôi, tôi không có muốn xuất hiện trong clip của anh đâu. Sao vậy? Tôi thấy cô xuất hiện trong clip của tôi, cái lượt follow tăng đột biến rồi nha. Mà cô là người duy nhất được fan của tôi là chúc mừng á. Mấy người con gái trước á thì bị fan của tôi hiểu lầm, đem ra hack mic, hăm dọa đủ kiểu luôn á. Tôi không muốn bị hiểu lầm là người yêu của anh. Cô ơi, thì cô đừng có quan tâm tới mạng xã hội. Thì cô là sếp của Hải Yến, thì tôi với cô cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi mà. Bởi cô đừng có quan tâm nhiều. Bây giờ tôi đi trước à. Ừ. Có lịch nhớ báo tôi nha. Ừ. Thơm quá à. Hấp dẫn quá. Hồi mới về nước á, anh hai em có nói là em có thêm một đồng minh ăn nhiều chung rồi. Giờ hôm nay em có dịp đi ăn chung với chị á. Không ngờ là Hoàng Oanh có tinh thần ăn uống đến vậy luôn á. Đương nhiên rồi, đó là phải ăn, khác là phải uống. Các nhà khoa học đã chứng minh đó là định luật bảo tàng tính mạng mà chị. Nhưng mà nè, dù dạ. Sao á thì Hoàng Oanh cũng hơn tuổi Yến, cho nên là chắc mình phải đổi lại cách xưng hô á. Không cần đâu, chị là bạn gái của anh hai em mà, em phải gọi bằng chị chứ. Mà em thấy á, ai yêu nhau á thì cũng giận dỗi rồi chia tay vài lần. Anh hai của em là nổi tiếng khó tính luôn á. Chị là người thứ hai chịu đựng được ảnh á. Nhưng mà Hoàng Quanh biết á là chị nói dối, không trách chị hả? Em không có trách. Em nghĩ là cho anh hai tin chị, cho nên mới giúp chị trong chuyện của chị Ánh Tuyết. Em sẽ hỏi lại chị Tuyết. Chắc là chỉ vì yêu anh ăn khôi quá cho nên mới làm như vậy. Em nói thiệt nha, lần đầu tiên thấy anh hai của em nghiêm túc trong chuyện tình cảm như vậy luôn á. Anh ấy buồn đến mức là phải tâm sự với mẹ. Nói vậy là mẹ của em biết rồi hả? Ừ. Thế mẹ có buồn chị không? Mẹ không có buồn, nhưng mà mẹ lo. Cho nên là mẹ mới nói em đến gặp chị để hỏi chuyện nè. Em chỉ sợ là bà nội biết thì bà nội sẽ buồn thôi. Nhưng mà chị nghĩ là đừng có để cho bà nội biết. Chị là chị không có sợ nội giận, mà chị sợ nội buồn thôi à. Buồn là chắc chắn rồi đó.
Nhưng mà mọi người trong nhà không ai giận anh chị vì cái chuyện anh chị yêu đương giả hết. Tại vì mọi người đều thấy khi mà anh chị quen nhau anh chị rất là hạnh phúc. Cho nên bây giờ anh chị chia tay ai cũng tiếc hết. Quanh nè, Quanh thích ăn hộp thịt lộn không? Em thích. Lát mình đi ăn nha. Trời ơi, em cũng định rủ chị đi ăn á. Nhưng mà mình phải ăn thêm một tô nữa rồi mình thắng đi ha. Trời ơi, là ý tưởng đó gặp nhau nữa rồi. Nhất định là vậy. Anh ơi, cho em thêm hai tô nữa nha. Điên hả? Đau không chết à? Trời ơi, tao chọt nhẹ cái mà la đau. Vậy thôi bồng bảo hả? Trời ơi, nhìn là biết cái mặt tâm tư hoang mang nè. Đang nhớ đến ai phải không? Cái này á, là trị tội anh dám lừa gạt em á. Lừa gì? Thằng Phong nói nghe hết rồi gì? Úi, cần gì anh Phong? Em với anh Phong tuyệt giao rồi. Chẳng qua là lúc nãy á, em có đi gặp chị Hải Yến, cho nên là chị đã kể cho em nghe hết trơn hết trọi rồi. Em gặp Yến hả? Ừ. Cô có buồn không? Có gì đâu buồn. Có giờ phải khóc lóc. Chị còn rủ em đi ăn hủ tiếu, ăn hai tô đặc biệt luôn, quất thêm cả hộp vịt lộn nữa. Nào muốn xỉu luôn. Hiểu rồi. Cuối cùng chỉ có một mình anh hai của mấy người là buồn tới không ăn không ngủ được thôi. Trời, anh hai của em không ăn không ngủ luôn hả? Trời ơi, có phải anh hai của em không? Sao giống như một người khác vậy? Thôi, đừng có tuyệt thực nha. Trời ơi, con người ta vì anh á mà khóc muốn sưng bụp hai con mắt rồi. Anh mà có chuyện gì thì chắc người ta khóc mù mắt luôn á. Con nhỏ này nói gì tùm lum la vậy? Mới nói không buồn gì, giờ khóc sưng mắt là sao? Thì người ta nói giỡn thôi, xem sự quan tâm của anh tới đâu. Chị cũng giống như anh vậy đó. Trời ơi, yếu xìu à. Nhưng mà chắc là chị muốn dừng lại thiệt. Chị chỉ lo là bà nội biết là bà nội sẽ giận. Thì tại sao bà nội giận? Cho nên mới dây dưa tới bữa nay nè. Ok, dừng. Dù sao cũng chỉ là giả thôi mà. Là giả thôi đúng không? Yêu là giả, thất tình cũng là giả thôi. Đâu có gì đâu mà phải buồn đó đúng không anh hai? Đâu có gì đâu phải bỏ ăn bỏ uống nè. Đúng không nè? Anh hai của em trước giờ nổi tiếng sát gái mà. Thôi, vui lên đi. Đúng không? Ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái đẹp. Đâu có gì đâu phải buồn ha. Trời, nãy giờ trước khi em vô đây em cứ lo sợ là anh hai của em sẽ buồn lắm, tính vô an ủi. Mà tính anh hai của em đâu có buồn. Vậy thôi, mình đi về phòng mình nghỉ nè. Chúc anh hai ngủ ngon. Ngủ sớm đi nha, đừng có suy nghĩ gì nữa nha. Bye bye. Trong đời anh bao khát vọng. Và ngày mai những yêu thương có quay lại. Sao mình lại nhớ quá nhiều như vậy? Anh nguyện xin giữ yêu thương. Trái tim chân thành vẹn nguyên. Không bao nhiêu gió sương, còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau. Chuyện yêu là giả, nhưng mà cảm xúc này là thật nè. Phải yêu nhiều để cái xúc động nhiều, khóc nhiều như vậy chứ. Nhưng mà mọi người trong nhà không ai giận anh chị vì cái chuyện tình yêu dương giả hết. Tại vì mọi người đều thấy khi mà anh chị quen nhau anh chị rất là hạnh phúc. Cho nên bây giờ anh chị chia tay ai cũng tiếc hết. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Không lẽ mình yêu anh ấy thật sao?
phút cuối cũng chỉ có mày với mày thôi. Mà có lẽ không nên dựa dẫm vào ai hết. Chính mình phải tự giúp mình. Mối thù giết cha chỉ có mình biết thôi mà. Anh Khôi. Anh về rồi sao không lên phòng ngủ mà nằm ở đây vậy? Tối hôm qua anh về hơi trễ. Sợ làm phiền giấc ngủ của em. Em đợi anh có lâu hay không? Sao anh về trễ quá vậy? Đã vậy em gọi còn không bắt máy nữa. Cả người nồng nặc mùi rượu. Ba của em chưa nói cho em nghe sao? Có chuyện gì hả anh? Hoàng Thiên thắng cuộc rồi. Tại sao lại như vậy? Anh được Hà Giang và cả ba em ủng hộ. Sao có thể thua được chứ? Em không biết là họ nói gì sau lưng chúng ta đâu. Kể cả khi anh có Hà Giang, cũng có người không bỏ phiếu cho anh. Ông Hà không bỏ phiếu cho anh cũng được, nhưng mà những người theo anh dự án này rất lâu cũng không bỏ phiếu cho anh. Em xin lỗi. Em đã cố gắng hết sức giúp anh. Nhưng mà mẹ của em... Mẹ em làm sao? Bảy vợ chứng còn muốn đi nữa à? Hay là bà nội giận? Rồi Nam Thiên coi chúng ta ra gì? Em cũng có nhờ ba tác động. Nhưng mà chắc không nổi. Tại sao em không nói cho anh biết? Bà ấy làm như vậy kể cả em còn không trụ nổi Nam Thiên, huống chi là anh. Em đã nói rất nhiều với mẹ rồi, nhưng mà mẹ cứ kiên quyết làm theo ý của mình. Em cũng đang rất là bực mình mẹ đây nè. Em có biết gì em mà anh đã thay đổi kế hoạch? Rồi bây giờ tới lượt mẹ của em. Tại sao hai người cứ gây rắc rối cho anh hoài vậy? Anh đã nói bỏ qua chuyện đó rồi. Tại sao còn lấn cấn ở trong lòng rồi nhắc đi nhắc lại vậy? Đâu phải tự nhiên em có thai đâu. Anh xin lỗi. Anh cũng không muốn nhắc lại, nhưng tại vì anh quá căng thẳng. Việc mẹ em làm cũng ảnh hưởng tới em mà. Sao lại trút giận lên người em chứ? Anh phải nhớ một điều, em và anh đang đi chung một con thuyền đó. Yêu đương chi cho mệt vậy không biết. Giờ này chưa chịu dậy đi làm nữa. Nội. Gì vậy cháu nội? Sao vậy? Cháu gái của bà nội tâm trạng không vui hả? Nội, yêu đương mệt dữ hả nội ha? Yêu rồi giận, giận rồi yêu, mất mệt. Yêu rồi giận, giận rồi yêu. Ủa, có chuyện đó hả? Anh con với Hải Yến có chuyện đó nữa hả? Con nói Phong Long thôi à. Con nói chuyện trên phim á nội. À, trời ơi, tại con hay coi ba cái phim dài tập rồi. Nó yêu rồi nó giận, rồi nó giận rồi nó yêu. Con, mà sao con coi phim nhiều á, mà con không ráng con bắt chước ở trong phim á. Con có bồ giùm bà nội đi, chứ giờ con lớn rồi. Thôi nội ơi, con đâu có yêu. Nội, hay không mấy nội tìm người mai mối cho con đi. Thiệt không? Thiệt. Con phải kiếm một người thiệt là đẹp trai nè, thiệt là tài giỏi nè, thiệt là thương con để cho người ta sáng mắt ra. Khoan. Nội nghe không lầm là cái giấy đầu thì được nè, thiệt là tài giỏi, thiệt là thương con. Nhưng mà cái sau á là cho người ta sáng mắt chơi. Người ta là ai vậy?
Ủa mà nội tưởng là mấy đứa trẻ trẻ giờ yêu thương rồi tự do chứ cần chi tới ý kiến của bà già này nữa trời. Tự do gì nội, nội ơi, làm sao con tự do nội khi mà có một cái người giống như trinh sát kè kè bên cạnh vậy đó. Nội, con tin vào mắt nhìn của nội nhất. Nội mà mai mối cho con là con yên tâm nhất luôn. Con nhờ nội làm mai làm mối cho con hả? Ôi trời đất ơi, cái gì với cái này? Búng tay một cái là xong liền. Nhưng mà chắc chắn phải không? Dạ chắc chắn. Chắc chắn. Nội kêu điện thoại liền. Ủa liền luôn hả nội? Ừ thì phải làm liền chứ, cái này đâu có chậm được con. Ôi ơi, nội nhiều việc lắm, từ để cái chuyện này từ từ cũng được nội. Nhưng mà vẫn phải kêu phải không? Dạ. Vẫn phải hẹn cho con phải không? Dạ. Giữ lời nghe. Con giữ lời mà. Chăm sự con nhờ nội nha. Khỏi lo, khỏi lo. Vậy giờ con đi làm á, cái chỗ trương nặng quá. Con đi làm cho nội. À, đơn giản thôi. Dạ con nghe nè nội, gọi con sớm có chuyện gì không? Con à, à con tìm cho nội một cái không gian rất là lãng mạn, rất là thơ mộng. Cái nơi mà dành để cho người ta tới, người ta hẹn hò hay là tới để coi mắt đó con. À biết sao không? Hoàng Oanh, Hoàng Oanh nó nhờ nội đó. Dạ thiệt hả nội? Con bé là tính giở trò gì nữa đây? Trời, nó nghiêm túc quá con. Kỳ này là nó có vẻ nó rất là thiệt tình luôn á. Mà biết sao mà nội nhờ con không? Nội coi con như là cháu ở trong nhà. Mà con tánh tình con thì lại tươm tất nè. Con tinh tế nè, con chu đáo nè. Thế nào con cũng kiếm được một chỗ rất là lãng mạn. Và chuyện của Hoàng Oanh nó sẽ thành công. Dạ, con biết rồi. Để con sắp xếp cho, nội yên tâm nha. Ừ, cảm ơn con nghe. Hai cô cậu giỡn với tôi hả? Trời đất ơi, có cái gì mà qua mắt khỏi cái bà già này không? Bây giờ nó yêu đương nhau mà nó giống như đèn cù vậy. Cái đứa này chạy cái đứa kia rượt, xong cái quay ngược lại cái đứa kia chạy cái đứa này rượt. Khổ. Mẹ, con ra siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về làm bánh uống trà chiều nha mẹ. Ờ, đi nhớ cẩn thận nghe con. Dạ. Chồng con dặn rồi đó, con đi đâu là phải coi chừng chăm sóc cho con. Nhớ đem điện thoại theo, có cái gì là gọi điện cho mọi người liền ha. Dạ có. À, à nếu mà vậy á, thì con sẽ để dành bánh. Đến chiều ảnh về để cho ảnh ăn. Rồi à, để xem coi là có còn hương vị của ngày xưa không. Mẹ ha. Con đi nha. Ừ, cẩn thận nghe con. Dạ.
anh Nam cũng thích ăn ngọt. Táo này anh không ăn đâu. Ủa, chị là ai vậy? Sao biết anh Nam của tôi? À, đúng á, là anh Nam không có thích ăn ngọt lắm. Nhưng mà nếu tôi làm bánh thì sẽ làm bớt ngọt lại, anh vẫn thích. Chị không nhận ra tôi sao? Không. Ờ, mà nếu chị biết anh Nam nhà tôi thì chắc là bạn bè rồi đúng không? Xin lỗi chị nha. Trí nhớ của tôi thì chỉ nhớ những người nào quan trọng thôi à. Còn tôi thì khác. Dù chị có thay đổi như thế nào, tôi cũng nhận ra chị đó. Một người điên mới tỉnh lại sao? Cứ như là trong phim vậy. Cuộc đời nó cũng nhiều khắc nghiệt lắm. Có khi hơn cả phim nữa đó. À, chị là bạn của anh Nam. Vậy mời chị khi nào ghé qua nhà tôi chơi nha. Chắc là má của anh Nam sẽ nhận ra chị đó. Ủa, chị ơi. Chắc chắn là cô ta nhận ra mình. Mày đặt giả điên sao? Còn lấy bà Minh ra dọa mình à? Mình là vợ của anh Nam và đã đứa con 26 tuổi với ảnh. Chắc chắn ký ức vẫn còn nằm đâu đó trong đầu của bà ta. Không được, phải nhắc cho bà ta nhớ anh Nam là của mình. Theo dõi tôi. Nói là còn nhớ tôi là ai. Ờ thì tại tôi không nhớ chị nên tôi mới đi theo chị để coi chị ở đâu, làm gì, đang ở với ai, chứ để sau này lỡ gặp lại thì tôi không bị bắt lỗi là bất lịch sự. Thì đủ rồi, đừng có giả vờ là không nhận ra tôi. Anh Nam có nói với tôi là bà đã nhớ lại rồi, chỉ quên từ lúc bị chấn động mà thôi. Bà nhớ vì sao gia đình bà lại bất hạnh như vậy? Bà nhớ vì sao con trai của bà gặp nạn mà, đúng không? Chị dám nhắc lại chuyện đó hả? Vậy mà nói là không nhớ là tôi à? Bà dám theo tôi tới đây thì tại sao tôi lại không dám nói ra chuyện đó chứ? Tất cả là tại bà. Tại bà. Nếu bà không tranh giành anh Nam với tôi thì tại sao bà lại có một gia đình bất hạnh như vậy? Nếu bà không tranh giành với tôi thì con trai của bà đã không bị tai nạn và bà không phải điên dại suốt 20 năm trời nay. Bà, tại vì tôi yêu anh Nam. Tôi cũng yêu anh Nam. Và tôi yêu anh ấy trước cả khi anh Nam gặp bà kia mà. Chà, bà đã dùng thủ đoạn gì để bà chia cắt tình của chúng tôi vậy hả? Chắc là bà phải rõ hơn tôi chứ. Tôi làm tất cả là vì tôi yêu anh Nam. Tôi giúp đỡ cho gia đình của ảnh. Mà tại sao vậy? Bao nhiêu năm nay bà vẫn không chịu buông tha cho gia đình của tôi.
Bởi vì cô muốn lấy lại tất cả những thứ mẹ con tôi xứng đáng được hưởng. Như vậy thì không phải là tình yêu. Bây giờ bà không còn yêu anh Nam nữa, bà chỉ muốn chiếm hữu. Cảm ơn bà đã cho tôi hiểu. Tôi nghĩ anh Nam cũng sẽ biết thôi. Tham vọng xấu xa của bà không che giấu được đâu. Như vậy thì không phải là tình yêu. Bây giờ bà không còn yêu anh Nam nữa, bà chỉ muốn chiếm hữu. Cảm ơn bà đã cho tôi hiểu. Tôi nghĩ anh Nam cũng sẽ biết thôi. Tham vọng xấu xa của bà không che giấu được đâu. Đứng lại. Là 20 năm qua là bà già điên. Một người điên mới tỉnh dậy không thể nào mà tỉnh táo được như vậy. Điên hay tỉnh là chuyện của tôi. Còn bà, đừng nhân danh tình yêu mà cướp đi nam thiên của chúng tôi. Tôi sẽ nói cho anh Nam biết bộ mặt thật của bà. Đứng lại! Không ai tin một người điên như bà đâu. Là bà già điên. Già điên mà đúng không? Buông ra! Dạ, bà già điên! Buông ra! Táo! Táo tôi đem về để làm bánh cho anh Nam. Anh nói là vẫn còn nhớ hương vị bánh của ngày xưa tôi làm mà. Bà làm cái gì vậy hả? Mẹ cô, chính mẹ cô lao vào đầu xe của tôi. Tôi có camera hành trình, tôi có thể cho cô xem. Ý anh nói như vậy là mẹ tôi tự tử sao? Bà ấy sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. À, hình như lúc đó có một người phụ nữ đứng cạnh bà ấy. Một người phụ nữ? Người đó là ai? Công an có tới kiểm tra không? Lúc bà ta vừa ngã xuống là tôi vội vàng đưa bà ấy vào đây rồi gọi cho cô liền đó. Cô đừng có báo công an mà. Nếu như lỡ xe tôi bị giữ, tôi không biết lấy gì để kiếm ăn nữa. Vậy tại sao lúc đó anh không giữ người phụ nữ đó lại? Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi quýnh quán quá, tôi lo đưa mẹ cô vô cấp cứu không à. Tuyết! Bà ơi, bà, mẹ con đang trong cấp cứu á bà. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa. Bác sĩ nói là mẹ... Mẹ có bị nặng không con? Mẹ bị chấn thương phần đầu nặng lắm ba. Bây giờ mẹ đang phẫu thuật ở trong á ba. Tôi muốn xem camera hành trình của xe anh. Anh Tuyết đi đâu rồi ta? Sao gọi quà không được trời? Ủa? Trời ơi! Đi làm lại rồi hả? Em tưởng là có người vẫn đang nằm chèm bẹp ở nhà tận hưởng nỗi đau thất tình chứ. Sẵn đi làm lại rồi, mấy chạy về nhà nha. Không có rảnh. Bận đi uống rượu giải sầu rồi. Anh đi mình hả? Anh Phong không đi với anh hả? Nó đi rồi ai ở đây làm? Mà nội còn bắt nó làm gì nữa, ở đó mà đi. Vậy mới để em đi với anh nha. Chứ biết đâu anh lại làm gì có lỗi với chị dâu tương lai của em nữa, đâu có được. Gì? Nói gì? Chị dâu hả? Hôm nay kêu bằng chị dâu à. Nghe đồn có đứa ghét người ta lắm rồi. Thì đúng là hồi trước không có ưa, nhưng mà bây giờ bắt đầu ưa rồi. Mà xui ghê ha. Tự nhiên em bắt đầu ưa rồi cái anh hai của em bị đá à. Giờ không biết có nên gọi là chị dâu tương lai nữa không ta. Buồn thì buồn thiệt á. Nhưng mà rảnh tiền bao mấy đứa không biết điều đi nhậu. Tôi ghét mấy đứa vô duyên lắm. Trời ơi giỡn xíu thôi làm gì giận dữ vậy. Thôi mà đi đi. Em hứa là em sẽ tâm sự với anh như hai người đàn ông. Đi đi đi.
Em ngồi xuống đây đi. Mẹ của em sao rồi? Mẹ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói là phẫu thuật đã thành công. Vậy tại sao mẹ còn chưa tỉnh nữa hả anh? Mình phải chờ thôi. Mẹ của em mới phẫu thuật mà. Anh cũng nói ba em về nghỉ đi. Tại vì ba ở đây cả ngày. Ở đây đổ bệnh nữa. Ba ở đây cả ngày rồi. Giờ em chỉ hy vọng là ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại thôi. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em chuyện của mẹ em. Không có sao đâu. Điều em cần bây giờ là mẹ em tỉnh lại thôi. Em có clip ghi lại vụ tai nạn của mẹ đó anh. Em biết người đàn bà này, đó là vợ của ba em. Bà Lễ Bình. Đúng. Cho dù chỉ mới gặp bà ta một lần, nhưng em không thể nào quên được cái tát và sự điên loạn của bà ấy đã dành cho em. Mặc dù là bây giờ bà ấy đã tỉnh lại, nhưng bà ấy không biết chuyện của ba và mẹ em. Đó chỉ là lời của ba nói thôi. Nếu như mà bà ta không nhớ, tại sao bà ấy lại tìm đến tận nhà mẹ, gặp mẹ rồi còn đẩy mẹ vào đầu xe hơi như vậy chứ? Em bình tĩnh đi. Chúng ta đang coi camera hành trình. Bây giờ chúng ta phải coi lại những camera khác có ghi hình gì thêm hay không. Không. Chính bà ta là người đã đẩy mẹ em. Bà ta muốn giành lấy ba, giành lấy Nam Thiên cho mẹ con của bà ấy. Nếu như mà bà ấy giả điên, em nhất định sẽ vạch mặt bà ấy. Còn nếu như mà bà ấy điên thật, em nhất quyết sẽ làm cho tâm trí của bà ấy hỗn loạn và điên thêm một lần nữa. Con. Mẹ. Sao giờ này chưa ngủ nữa hả? Hồi chiều á, đi siêu thị về mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Rồi quên làm bánh luôn nữa phải không? Không sao đâu, bữa nay thằng Nam nó đi làm về trễ, chắc cũng không ăn bánh đâu con. Giờ này ảnh chắc là đang ở bên Thu Cúc rồi mẹ ơi. Con mới nói gì? Thu Cúc là con nhớ tên cô ta hả? Con không thể quên cô ta. Bao nhiêu năm nay con không thể nào quên được cô ta. Chính vì cô ta mà con phải đau khổ. Vì cô ta mà gia đình con phải tan nát. Vì cô ta mà Hoàng Thiên phải đau đớn như vậy. Con không thể quên cô. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Lại Bình ơi, vì là mấy chục năm qua con không có quên. Vì là mấy chục năm qua con giả điên sao con? Làm như vậy tại sao thế con hả? Tại vì con yêu anh Nam, con thương các con của con không muốn ảnh bỏ rơi các con của con phải giả điên giả dại mới giữ được ảnh ở bên cạnh mẹ, ở bên cạnh các con của con. Mẹ ơi,
Mẹ làm khổ con. Tại mẹ mà con khổ như vậy nè Lệ Bình ơi. Không, không, không. Mẹ không có lỗi gì cả. Là tại con. Vì con quá yêu. Vì con quá cố chấp. Con không chịu buông bỏ. Chính vì vậy mà con đã làm cho tất cả những người thân yêu của con bị tổn thương. Tại con. Con vô trong nhà nha. Đợi chồng con về. Mẹ về rồi khi nào mẹ rảnh mẹ qua thăm con nghe. Dạ. Mẹ nhớ đi cẩn thận nha mẹ. Con nhớ mẹ lắm đó. Con xin lỗi mẹ. Con đã làm mẹ phải khổ tâm vì con. Anh nhìn hình coi, hồi đó em làm cô dâu đẹp không? Đẹp, đẹp lắm á. Em là cô dâu đẹp nhất trên đời luôn. Anh trễ rồi, đi ngủ nha. Mai còn phải đi công tác nữa. Anh cứ đi công tác hoài, bỏ em ở nhà một mình buồn lắm. Anh phải đi công tác chứ. Anh còn phải lo cho công ty, còn lo cho gia đình mình nữa. Thông cảm cho anh nha. Em yêu anh nhất. Anh làm gì em cũng ủng hộ hết. Đợi anh xíu nha. Anh đi vô đó lấy nước nóng cho em ngâm chân, cho nó dễ ngủ. Nhớ đừng có đi ra ngoài sân nha. Thiên ơi, mẹ xin lỗi con. Vì mẹ mà con phải gồng lên diễn thay ba con, an ủi chăm sóc mẹ. Mẹ biết làm sao đây? Tại sao ba con lại không đến thăm mẹ nữa? Ba con đã quên mẹ thật rồi sao? Chị, có ai đứng ngoài cửa kìa. Anh Nam về đó. Đi ra mở cửa, đi ra mở cửa cho anh đi. Anh Nam về kìa. Cô ơi cô. Dạ, không phải đâu à, chắc là người đi đường đó cô à, thôi, thôi thôi mình vào nhà nha cô. Nha, nha. Đi cô. Đi, đi. Đi cô. Về rồi sao Hoàng Quanh? Sao con không vào thăm mẹ? Bao nhiêu năm rồi mẹ chưa được nhìn thấy gương mặt con, chưa được nắm tay con, chưa được thấy con đã trở thành thiếu nữ như thế nào. Bé Quanh của mẹ, con sợ mẹ đúng không? Những cơn điên dại bất chợt của mẹ đã làm cho con không dám đến gần mẹ nữa. Mẹ xin lỗi con. Bé Quanh của mẹ ơi. Lệ Bình, mẹ làm khổ con rồi.
Mẹ làm con khổ rồi con ơi. Nhiều lúc con muốn nói ra sự thật nhưng lại không dám, vì sợ mẹ, rồi anh Nam và các con của con sẽ đối xử với con ra sao khi mà biết con giả điên. Rồi anh Nam có bỏ con mà đi nữa hay không? Các con của con có chịu tha thứ cho con hay không? Rồi mẹ sẽ phải dằn vặt, phải khổ tâm vì con nữa. Mẹ ơi, bao năm qua con giả điên giả dại như vậy, tự dằn vặt bản thân mình, muốn nói rồi lại không dám nói. Vậy mà cũng kéo dài suốt 20 năm. Em giả đi suốt 20 năm sao? Tại sao em làm như vậy? Tại sao lại giữ chừng tôi bằng cách ngu ngốc như vậy hả? Là tại mẹ, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã đẩy Lệ Bình về phía con, mẹ đã giữ Lệ Bình cho công ty, mẹ đã tìm cách cắt đứt tình yêu của con và Tu Cúc. Mẹ đẩy tất cả các con vào bể khổ. Là tại mẹ, tại mẹ. Không, không phải là do mẹ, là do em. Tất cả là do em. Anh đừng trách mẹ. Không phải tại mẹ đâu. Em nói em thương tôi, em thương các con. Vậy mà suốt bao năm qua em giả điên, em để cho hai con của mình phải sống thiếu tình thương của một người mẹ, sống thiếu sự chăm sóc của em. Sao em lại nhẫn tâm vậy Bình? Anh hỏi tại sao em nhẫn tâm? Vậy thì anh hãy nghĩ lại bản thân của anh đi. Anh thử nghĩ xem lúc đó em phải làm sao. Em phải làm sao để có anh được ở bên cạnh? Em đã nghĩ nát đầu nát óc để làm sao? Anh đừng bỏ rơi hai đứa con của em. Em phải giả điên giả dại thì anh mới không đến nhà của cô ta. Con em sinh ra thì phải có mặt cha của nó trên cuộc đời này suốt. Nhưng bao năm qua cô có thấy tôi đã là một người cha đúng nghĩa hay chưa? Vì em điên dại nên Hoàng Thiên luôn chống đối tôi. Hoàng Quanh nó thiếu đi tình thương của một người mẹ. Chỉ có một người mẹ điên khùng nên tôi đã không thể cho nó có một tuổi thơ hồn nhiên để kết bạn ở bên ngoài. Tôi phải đẩy nó đi học thật xa. Là tại em, là tại em bày trò ngu ngốc nên tất cả phải khổ lụy vì em. Phải, em không nên có mặt trên cuộc đời này. Em không nên có mặt trên cuộc đời này. Phải là như vậy, phải là như vậy. Bình, em không nên có mặt trên cuộc đời này. Để em chết đi, để em chết đi mà. Em chết thì giải quyết được gì? Em chết rồi hai con mình sống ra làm sao? Em nghĩ là anh với mẹ có thể sống tiếp phần đời còn lại được sao hả Bình? Em xin lỗi vì quá yêu anh mà em làm trò ngu ngốc. Em xin lỗi. Nhưng mẹ ơi, con xin mẹ, em xin anh đừng cho hai đứa nhỏ biết. Em không muốn tụi nó đau khổ vì em nữa. Em xin anh, em xin anh. Thank you.
vì yêu mình, Lệ Bình có thể giả điên hơn 20 năm sau. Sao cô ấy có thể chịu đựng được như vậy? Nhốt mình trong căn nhà ấy bao nhiêu năm trời chỉ để giữ chân mình hay sao? Vẫn giả như không biết sự tồn tại của Thu Cúc, vẫn để mình đứng bên cạnh Thu Cúc tổ chức đám cưới, im lặng chịu đựng khi biết mình vẫn qua lại với Thu Cúc. Tất cả là vì tình yêu sao? Nhà hàng rồi mấy mốt em sẽ ba anh hai ăn lại. Ăn hủ tiếu nha. Không dám ăn, má không bị mắc nợ. Thôi cái gì cũng phải có qua có lại. Em không thích mắc nợ ai hết. Hai cái có qua có lại đó nó không được bằng nhau á. Khôn như mấy người dưới quê tôi xích đầy đường. Ý anh hai nói em là cuốn đó hả? Anh hai có tin là em cắn anh hai không? Không, 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 không. Ê. Ủa? Ba? Ba chưa ngủ hả? Sao hai con về trễ vậy? Tại hôm nay anh hai bị thúc. Đòi đi theo đã giờ mét hả? Đi ba chơi thôi, mắc gì mét. Thôi được rồi. Cho nói thì thôi, mắc mớ gì bóp miệng người ta. Khuya rồi, hai đứa vô ngủ đi. Nhưng mà nhớ đừng có làm ồn, để bà nội với mẹ ngủ. Con biết rồi ba. Mẹ của tụi con ở nhà hoài cũng chán, cho nên hai đứa đưa mẹ đi du lịch cho khuây khỏa nha. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Anh bớt định kiến với ba đi. Ba già rồi, không còn sức cãi lộn với anh nữa đâu. Chị làm gì mà đi theo tôi hoài vậy? Dạ à, cậu Nam dặn con phải theo sát cô, chăm sóc cho cô. Nó muốn thì nó xuống canh chừng đi. Mẹ, mẹ con, tất cả mọi chuyện qua rồi mà. Đi. Đây là nhà của mình mà. Bây giờ chỉ cần con sống thật vui vẻ, con yêu thương Hoàng Thiên, Hoàng Oanh, và con bù đắp tất cả những gì đã qua. Con cảm ơn mẹ đã hiểu con. Nhưng mà con chỉ sợ anh Nam. Đừng có lo về nó. Đó là con của nó mà. Nó nói vậy nó không sợ con nó tổn thương sao? Mà chuyện này là chỉ có ba người biết thôi nghe con. À, để một chút mẹ kêu ông Tư á, nó ra sau giường nó cắt thêm thật nhiều hoa, đem trưng hết tất cả các phòng. Nhìn ngắm hoa thì tâm trạng cũng thấy thoải mái đó con. Dạ. Ờ, mẹ định nhắc chuyện này nè, mẹ sợ quên nè. Rảnh rảnh á, kêu Hoàng Thiên nó mời Hải Yến đến chơi. Không hiểu sao con nhỏ đó, mẹ thấy nó có duyên lắm. À, nó làm nhà báo rồi nó biết nhiều chuyện hay ha. Nó ngồi nó kể chuyện cho mẹ. Mẹ thích nó lắm. Dạ, để con nói với Hoàng Thiên. Mẹ ơi, hôm qua con chưa nói với mẹ. Đưa mẹ rót cho. Có chuyện gì mà ngập ngừng vậy hả? Thắm. Dạ con xin lỗi bà. Chào nội, chào Duy. Cô đến đây làm gì vậy?
còn đưa chồng tới đây để thăm bà già này hả? Cậu định qua ra mắt nhà vợ hả? Nếu định như vậy thì tới nhầm nhà rồi đó. Con không đưa chồng con tới đây để chào nội. Bây giờ con đã có gia đình, các người không ăn hiếp được con đâu. Có ai ăn hiếp cô đâu. Chỉ là hôm nay cô là khách không mời mà tự đến á. Vì hại mẹ tôi nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, còn dì thì ngồi ở đây uống trà. Dì đúng là độc ác mà. Tuyết, con không được ăn nói hỗn hào như vậy. Con chào bà. Con làm gì ở đây hả? Có chuyện gì? Em bình tĩnh đi. Em nói tới đây chỉ nói chuyện rõ ràng thôi mà. Chuyện gì? Nói chuyện gì? Có phải là cái chuyện mà cậu không được làm chủ nhiệm dự án không? Dạ không phải đâu nội. Ai là nội của cậu vậy? Ngay cả người này cũng chưa được kêu là bà nội mà. Con tới đây vì chuyện này đó. Chính vì là người đã đẩy mẹ con ra đường ngay trước đầu xe hơi. Bây giờ mẹ con hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện. Vậy thì con hỏi nội, chuyện chủ nhiệm dự án thì có là gì so với tính mạng của mẹ con chứ? Chuyện này là sao? Em tới gặp Thu Cúc hồi nào? Tại sao cô ấy lại bị té? Em không làm gì hết, là do cô ta tự té. Vì sợ đúng không? Chứng cứ rõ ràng như vậy, tôi sẽ tố cáo gì vì muốn giết người. Vì muốn gì thì nhắm vào tôi nè. Tại sao lại hại mẹ tôi chứ? Là cô ta muốn cướp Nam Thiên. Cô ta nói Nam Thiên lẽ ra là của mẹ con cô ta, cho nên em mới nổi giận. Cô ta giằng co với em, nhưng mà em không hiểu tại sao cô ta bị té. Em không làm gì cô ta hết. Vì nói dối. Vì không bị điên đúng không? Nếu như mà dì bị điên thì làm sao hại mẹ tôi như vậy chứ? Thì dì giả điên đúng không? Bà quá đáng rồi đó. Bà ta là một người đàn bà độc ác, tại sao bà còn tin bà ta chứ? Chính bà ta, bà ta là người đã cướp bà khỏi tay mẹ con. Bà ta không xứng để sống như thế này. Bao nhiêu năm qua bà chứng kiến mẹ con còn sống cực khổ như thế nào mà. Bà biết mà. Tuyết, em bình tĩnh lại đi. Anh buông em ra đi. Anh là chồng của em. Mẹ em đang nằm trong bệnh viện mà anh còn bênh bà ta như vậy. Anh muốn được bà nội thừa nhận, anh muốn bước chân vào Nam Thiên đến như vậy sao? Em hô đâu? Ồn ào. Con nít ranh chưa hiểu sự đời mà ăn nói cái giọng đó đó. Chồng cô nói chuyện còn dễ nghe hơn cô nữa. Tuyết, con bình tĩnh lại đi. Góc quay này không thể chứng minh vì mình đã xô ngã mẹ con được. Có thể là mẹ con tự té. Chắc chắn xung quanh đó sẽ còn rất nhiều camera. Ba hứa với con, ba sẽ tìm hiểu chuyện này cho con. Con xin lỗi ba, là do con quá lo cho mẹ. Con thật sự không muốn làm cho ba khó xử như vậy đâu. Nếu như mẹ cô chịu rời khỏi nơi đây đúng như lời hứa, chuyện này đâu có xảy ra. Tráo trở, lật lọng cho nên mới bị lãnh quả như vậy đó. Đó không phải là lỗi của mẹ con. Vậy thì lỗi của ai? Tại sao mẹ cô không rời khỏi nơi đây? Nó nói là nó sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi mới cho thằng Nam tổ chức đám cưới cho cô, để cô được ở lại Nam Thiên. Và cả chồng cô nữa. Nó sẽ dựa dẫm vào ai khi không còn được Hà Giang tin tưởng? À, mấy người tưởng là bà già này không biết gì hết hả? Vì ai mà chồng cô bị cô lập? Và cả cô nữa. Sau chuyện này có chắc là ở lại Nam Thiên không? Nhưng mà cũng không phải vì như vậy mà đẩy mẹ con vào con đường chết. Ai ép nó chết? Thằng Nam nói là sẽ tìm thêm clip để coi có các góc khác có đúng như vậy không. Và cũng chờ mẹ cô hồi tỉnh để cùng đối chứng. Mẹ cô đâu dễ chết vậy. Dạ con xin lỗi nội, con xin lỗi ba, con xin lỗi gì. Đi về đi em. Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra. Em vừa nói xong mà. Đi. Buông em ra. Em phải nói chuyện cho xong. Buông em ra. Từ, đóng cửa. Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao lại cản em? Tại sao lại im lặng? Tại sao lại kéo em đi như một kẻ thua cuộc chứ? Em bình tĩnh đi. Em nghĩ em thắng được họ hay sao? Em nói với anh như thế nào? Em chỉ qua đây nói chuyện. Vậy mà em vô đây em la hét sùm. Vậy mà em coi được sao? Bà già đó có coi em là cháu nội hay không? Có coi là cháu rể hay không? Còn vạch mặt chúng ta bám dưới Nam Thiên kia kìa. Bà còn chửi anh là chó chui gầm chán kìa. Vậy thì sao chứ?
Chẳng phải ngay từ khi cưới em anh đã chấp nhận điều đó sao? Anh không muốn tiếp tục nữa, anh không muốn luồn cuối nữa, em biết chưa? Vậy thì tại sao ngay lúc đầu anh đồng ý cho em nhờ ba? Tại vì anh là người có khả năng, anh là người có thực lực đứng ở Nam Thiên. Tất cả mọi thứ là do em. Em làm bể kế hoạch anh ở Hà Giang, để bây giờ người ta coi anh là con cờ để điều khiển sao để điều khiển. Anh hết đường rồi, anh phải tiếp tục chứ. Cuối cùng thì anh vẫn còn nuối tiếc cô ta đúng không? Em vẫn là kẻ cán đường anh đúng không? Em đúng là ngu ngốc bởi vì em quá yêu anh. Bây giờ mẹ em sống chết ra sao anh còn không quan tâm nữa kìa. Anh lúc nào cũng chỉ quan tâm tới lòng tự trọng, quan tâm tới việc báo thù của anh thôi. Tiền bạc là gì khi chúng ta không còn một người thân nào ở bên cạnh chứ? Em... em vẫn còn một người mẹ mà. Em có biết người ta đang hại chết ba mẹ anh không? Anh báo thù không phải vì tiền bạc, mà còn muốn mạng đổi mạng cho ba mẹ của anh. Nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, em đừng có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Lệ Bình à, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có liên quan tới con? Con không hề đụng chạm vô cô ấy. Anh đã coi video rồi, góc quay đó cũng không rõ ràng mọi chuyện được. Em không có làm gì sai thì không cần phải lo lắng. Em không làm gì sai hết, chỉ tại thấy máu rồi nhớ đến chuyện cái Hoàng Thiên, em sợ quá nên bỏ chạy. Tại sao con lại đi theo cô ta? Con gặp cô ta ở siêu thị. Cho dù cô ta làm cái gì đi nữa, con cũng không chịu nhận ra cô ta. Tại con muốn biết chỗ mà anh Nam hay nuôi tới, nên... Thôi em, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại. Mẹ, mẹ cũng đừng hỏi cô ấy nữa. Cô ấy đã bị ánh tiết làm cho hoảng loạn. Con bé nó nghi ngờ cô ấy giả điên. Có chắc là Thu Cúc bị hôn mê không? Vậy là con đã vào bệnh viện thăm nó rồi à? Mẹ muốn bỏ qua chuyện này. Đúng là anh Tuyết nó muốn lo cho mẹ nó, nó muốn chăm sóc cho mẹ nó, nhưng mà nó không có quyền xúc phạm tới Lễ Bình. Mẹ muốn biết sự thật của câu chuyện này nè. Dạ, con sẽ tìm hiểu. Con xin lỗi mẹ về chuyện của con bé. Kệ nó đi. Từ rày về sau, cấm nó không được bước chân vào ngôi nhà này. Chị còn Nam Thiên. Ừ thì vẫn để nó làm ở Nam Thiên, vẫn cho nó có công việc để nó có tiền chăm sóc cho mẹ nó. Chắc là nó không cần phải bỏ ra đồng tiền nào đâu con. Con có nghĩ vậy không? Dạ, con xin phép mẹ con đưa lên bệnh viện phòng nghỉ. Con đi nghỉ đi con. Chừng nào thì mọi chuyện mới kết thúc đây? Alo. À, nội nghe. Rồi được rồi, con cứ tùy nghi sắp xếp cho Hoàng Oanh đi. Con nói cái gì? Vậy hả? Rồi rồi, sắp xếp một cuộc họp ở công ty đi, nội tới liền. Ây, giám đốc dự án thì đang bị bệnh nan y, đang nghỉ phép để chữa bệnh. Còn tổng giám đốc, thời gian sắp tới cũng phải giải quyết rất nhiều việc. Hoàng Thiên đang là chủ nhiệm dự án đăng khôi. Bây giờ nội có đề nghị gì? Sắp tới con sẽ làm giám đốc dự án. Còn Xuân Phong, cháu sẽ làm giám đốc kinh doanh. Không được đâu nội. Nếu mà Xuân Phong tiếp tục làm trợ lý cho con thì con sẽ nhận chức giám đốc dự án. Xuân Phong là trợ thủ đắc lực của con. Thời gian trước tụi con theo dự án đăng khôi rất là tốt. Vị trí mới này còn nhiều khó khăn với con lắm. Con cần có người thân tín để hỗ trợ con. Mẹ, con thấy là thằng Thiên nó còn thiếu kinh nghiệm,
và cả sự chuyên nghiệp trong khi làm việc nữa. Chức danh này là hơi quá với nó đó. Nếu như có Xuân Phong hỗ trợ, con nghĩ nó có thể làm được. Ý Xuân Phong sao con? Dạ, con nghĩ là Hoàng Thiên cần con hơn. Thôi được rồi, bây giờ là thì Hoàng Thiên vẫn giữ chức giám đốc dự án, có trợ lý là Xuân Phong. Còn cái giám đốc kinh doanh á, thì nội sẽ tìm một người tin cậy và có kinh nghiệm để làm chuyện này. Nhưng mà trong thời gian chưa có người mới, con kiêm nhiệm luôn nha. Cảm ơn nội đã tin tưởng tụi con. Thưa Chủ tịch, vì tình hình kinh tế hiện nay, tài chính công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Các công trình đang bị đình trệ, các món nợ ngân hàng đang là mối lo của Nam Thiên hiện nay. Thì chúng ta phải tháo gỡ từ từ thôi. Mẹ à, con nghĩ là chúng ta nên tạm dừng các dự án đang định triển khai để mà ổn định tài chính công ty. Đó là vấn đề bên phía bà Kim Ngọc. Nếu bà giải quyết xong thì dự án tiếp tục chạy. Con đâu có thể nào cầm tay bà chỉ việc cho bà làm được. Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa. Tôi nghĩ cần để tháo gỡ khó khăn thì mọi người phải đồng lòng chứ. Nam à, sắp tới con cũng phải dành nhiều thời gian hơn cho chuyện của công ty đi con. Nếu như Hoàng Thiên có những suy nghĩ tích cực thì con phải ủng hộ nó chứ. Thậm chí nếu như nó có những dự án giật dậy công ty, có phải là điều tốt cho mọi người, đúng không? Bên đây đang gặp khó khăn về tài chính. À, tình hình của Hà Giang cũng đang gặp khó khăn vì dự án đang khô đang bị trì trệ nữa. Hoàng Thiên lên làm giám đốc dự án rồi. Chuyện này thì trước sau gì tôi cũng biết thôi. Có chuyện gì có ích hơn không? Con tôi được đề cử làm giám đốc kinh doanh, nhưng con rể của ông phản đối. Thông tin này nghe cũng được đó, nhưng mà tôi muốn nhiều thông tin có ích hơn nữa, giá trị hơn nữa. Ông cũng muốn nhiều tiền mà phải không? Hiện tại là những dự án bên đây đang gặp khó khăn. Nếu ông có đủ tài chính năng lực thì nhảy vào hất cẳng Nam Thiên đi. Còn tài liệu hồ sơ tôi sẽ cung cấp cho. Ông tính giỡn mặt với tôi sao? Ông cũng biết tình hình của Hà Giang ra sao mà. Tôi nghĩ là ông sẽ trở được chứ. À thì tiền của người ta chứ. Thôi được rồi, có gì cần á tôi sẽ gọi lại sau nha. Tiền trong túi ông ta là của ông ta, tại sao lại của người khác chứ? Ba, ba nói tiền của người ta là tiền gì ba? À, ba đang tính tiền giải ngân cho đối tác đó mà. Mà sao con ra đây? Con có chút việc riêng, ra ngoài nói chuyện điện thoại. Tại sao lúc nãy con không lên tiếng? Bà Minh đã cân nhắc đề cử con, mà con để Hoàng Thiên nó cặn lừa rồi sao? Bà, Hoàng Thiên là sếp trực tiếp của con. Bao lâu nay á, con đã gánh việc cho nó rồi. Đúng ra cái chức giám đốc kinh doanh á, phải thuộc về con chứ. Con coi chừng chồng anh Tiết nhảy vào chiếm vị trí này đó. Ba, đây là công ty gia đình, họ có sự tính toán riêng của họ. Mình làm công ăn lương thì cứ làm thôi, tính toán chi cho mệt. Giả lại Hoàng Thiên làm tốt vị trí mới, còn nghĩ mình sẽ có cơ hội. Còn đúng là cứ dậm chân tại chỗ hoài, không muốn tiến thân hả? Không giống ba chút nào đó. Cái ghế giám đốc kinh doanh đang trống sao? Còn rể ông Nam có tính đổi chủ không đây? Gọi Đăng Khôi qua gặp tôi nha. Dạ, anh ấy xin nghỉ phép vì mẹ vợ bị tai nạn lại làm việc. Vậy thì khi nào cậu ấy đi làm lại á, gọi qua gặp tôi. Mẹ vợ bị tai nạn sao? Ông Nam chắc đang cuống cuồng lo cho vợ nhỏ rồi. Bà Minh ra mặt sắp xếp lại nhân sự thì Đăng Khôi chắc khó à. Mình có nên hối tụi nhỏ cưới nhau không ta? Nam Thiên đang xào xáo, trách nhiệm của thằng Thiên cũng lớn đó.
Mọi người ơi, mọi người có thấy cái món chuột đồng nướng này hấp dẫn không? Ồ, nó vàng nè, nó vàng khè luôn nè, nó. Dạ. Trời ơi, với không gian như vậy nữa, tuyệt vời. Không gian, rồi còn người đẹp kế bên nữa chứ. Con ơi, mẹ vô nha con. Dạ. Yến đây, làm bếp hả con? Dạ. Nghỉ tay đi, ăn chút xíu yến nè, mẹ có làm cho con nè. Trời ơi, con có đói đâu ăn. Trời ơi, đây là yến ăn để tẩm bổ, chứ đâu phải đợi đói mới ăn đâu con. Nè ăn đi mẹ. Rồi, mẹ để bên kia đi, chút xíu ăn sau. Mẹ có làm một chén cho yến luôn không? Con thấy sức khỏe của nó dạo này cũng không được tốt lắm á. Chắc là nó giận dỗi chuyện gì đó, mẹ thấy mắt nó sưng dù à. Còn ba con á thì kêu mẹ hối nó cưới chồng sớm. Mà thấy giận dỗi gì cũng khó ha. Sao mẹ không hỏi nó thử? Hỏi kiểu gì? Sáng là nó đi ra khỏi nhà, tới chiều tối nó mới về, là nó đóng cửa ở trong phòng im thinh thích. Mẹ hỏi kiểu gì? Mà nè, ngày mai con sắp xếp đi với mẹ. Mẹ mới mua cho con thêm một căn nhà nữa. Căn nhà này con mà cho thuê là cũng kha khá đó nha. Mẹ ơi, con đứng tên 3 căn rồi mẹ ơi. Hai căn này á, mẹ sang tên nhà Hay Yến đi. Ví dụ sau này nó có giận mẹ, nó còn có chỗ để tới. Con lo cái gì? Nó sắp lấy chồng còn giàu hơn gia đình của mình nữa đó. Thì mẹ cũng phải cho nó chứ. Sau này rủi vợ chồng nó giận nhau, không lẽ nó giận nó về tìm mẹ sao? Nó cũng phải có nơi cư trú chứ. Mà thôi mẹ không cho, con sang tên cho nó à. Con hay quá ha. Thôi được rồi, không cần con phải làm, để mẹ làm. Cứ coi như là của hồi môn, mẹ cho nó, để cho gia đình bên đó người ta không khi dễ Hà Giang nhà mình. Vậy được chưa? Dạ. Còn con á, cũng lo tranh thủ cưới vợ đi nha. Thôi được rồi, mẹ đi về phòng nghỉ sớm đi, để chắc Yến nó con ăn cho. Với lại con sắp tới giờ livestream tâm sự đêm khuya rồi. Nhớ ăn Yến nghe chưa? Dạ. Ghê. Có 3 căn hộ đứng tên luôn. Ôi, dám nghe lén luôn. Nghe lén gì? Chẳng qua là em vô tình tới đây thôi. Em đưa cho anh Hai này nè. Mà anh Hai, mai mốt anh nói với mẹ là sang cho em một căn được không? Để mai mốt á, em lỡ độc thân em còn có chỗ về chứ. Chứ lương phóng viên của em đâu có bao nhiêu đâu. Biết khi nào mới mua được nhà ở Sài Gòn. Cái gì vậy cô? Sắp lấy chồng độc thân gì nữa? Mà của cải này của ba mẹ, có gì tốt nhất á, anh Hai cũng chia cho em mà. Xạo ghê luôn, vậy mà đứng tên 3 căn nhà không thèm nói câu nào hết trơn. Tại anh đâu có biết á, là mẹ thiên vị anh hơn em đâu. Với lại thời gian vừa rồi á, em gặp nhiều chuyện rắc rối mà anh Hai. Thôi anh xin lỗi nha. Nè, anh Hai coi nè. Đẹp không? Công nhận là anh Hai của em lên hình hút hồn thiệt. Số báo này bán ra tăng chóng mặt là tất cả nhờ anh đó. Thì tạp chí phụ nữ đẹp mà, thì thích mê trai đẹp chứ làm sao. Chứ là anh Hai của em đẹp trai hút hồn mà. Công nhận. Mà nghe nói là chị Mỹ Hoa chụp cho anh đúng không? Bảo làm sao mà bắt đúng khoảnh khắc dễ sợ. Đúng là fan cuồng có khác. Mà dạo này em thấy chị đi ra ngoài hơi bị nhiều đó. Có phải là đi la cà với anh la cà không ta? Sao tự nhiên đỏ mặt vậy? Nói trúng tim đen của anh là đúng không? Mẹ em nói thiệt nha, nếu mà chị Mỹ Hoa mà làm dâu nhà này hả, em sẽ ủng hộ hai tay, hai chân luôn. Em nói lung tung gì vậy? Nói lung tung mà trúng tim lưng tùm la hả? Mẹ em thấy chị với anh cũng qua hàng ba rồi, sao không chịu đến với nhau đi để ba mẹ đỡ sốt ruột? Anh thấy dạo này á, hình như cổ muốn trốn anh á, anh rủ đi quay rồi cổ không đi, rồi còn nhờ người khác tới tặng tạp chí cho anh nữa. Không lẽ xong công việc á, cô ấy muốn cắt đứt với anh hay sao á? Chắc chị cảm nhận được gì á, cho nên là hơi ngợp thôi. Mà anh nữa, trời ơi, anh phải xem lại cái cách thể hiện của mình đi. Trời ơi, anh biết không, phụ nữ người ta thích đàn ông chủ động, ga lăng. Anh tuổi đời hơn em, anh phải biết chứ. Anh chỉ biết chiều lòng fan, chứ đâu có kinh nghiệm chiều là một người đặc biệt nào đó. Mà ví dụ cậu thích anh La Cà mà không thích anh thì sao? Thôi cố lên, được cũng được mà không được cũng được nha. Cái gì quầy vốn vậy?
được cũng được, mà không được cũng được. Chắc chắn phải được gì đó chứ.